Nương tử nhà ta không thích hợp chương 302, thiết kế cái yếm mới. Tần Vi mặt cười cười, không nói gì thêm, cúi đầu viết chữ. Lại qua một lát. Lạc Thanh Chu nhịn không được buông xuống cục mực, lần nữa chắp tay nói. Nhạc mẫu đại nhân, ta muốn. Không cho phép. Không đợi hắn nói xong, Tống Như Nguyệt đã trừng mắt bác bỏ. Lạc Thanh Chu chỉ đành phải nói. Ta quá mót, muốn đi ra ngoài thuận tiện một chút. Tần vi mặt che miệng cười trộn. Khóe miệng tống như nguyệt co giật một chút, nhìn hắn chầm chầm nói. Đi. Lạc thanh chu đi tới cửa, mặt giày vào, bước nhanh rời đi. Mẫu nữ trong phòng vui vẻ hòa thuận, hắn ở bên trong thực sự xấu hổ, còn không bằng ra ngoài hít thở không khí. Tuyết bên ngoài cũng ngừng, gió cũng dừng lại. Lạc thanh chu ra cửa, đi về tiểu viện của mình. Hắn về nhanh thăm tiểu điệp, sau đó lại đi xem Bách Linh cùng Tần Đại Tiểu Thư một chút. Thật kỳ quái, quá trình này tự hồ đã trở thành thói quen ban đêm của hắn, không làm một chuyện nào đó, trong lòng có chút không được tự nhiên. Trở lại Tiểu Viện Tiểu Điệp đang ở trong phòng đốt ngọn đèn theo hoa, gặp hắn trở về, kinh ngạc nói. Công tử, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Thu Nhi tỷ tỷ chạng vạn tối còn nói cho Nô tỳ nói công tử đêm nay có thể sẽ trở về rất khuya, để Nô tỳ tự mình ngủ trước. Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, đi đến bên giường, cầm lên hoa sen nàng theo nhìn thoáng qua, nói. Chờ một lúc còn muốn đi, về phần đêm nay lúc nào trở về, ta còn không thể xác định. Cho nên một lúc nữa ngươi tự mình ngủ, không cần chờ ta. Tiểu điệp ngượng ngập nói. Công tử, cái đó là cái yếm của nô tỳ. Lạc Thanh Chu vuốt ve một chút, một mặt tự nhiên nói. Rất mềm, thật ra không cần thiết theo hoa ở phía trên. Ngươi nhìn xem, có thể hoàn thành đường viền ở biên giới của y phục, còn có, có thể thêm một cái nơ con bướm ngay chỗ ngực. Thật ra bộ phận phía dưới bụng có thể cắt bỏ đi, chỉ lưu lại đủ để che đậy ngực bộ, bộ phận kết nối ở giữa thật ra cũng có thể chỉ lưu lại một sợi dây nhỏ, như thế này khi kéo một phát. Công tử. Tiểu Điệp đột nhiên đỏ mặt mà ngắt lời hắn, xấu hổ nói. Người gần đây có phải xem thư tịch gì không lành mạnh hay không? Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, Lúc này mới kịp phản ứng mình hôm nay giống như có cái gì không đúng, sau khi để lại cái yếm trong tay, nói: "Vậy ngươi tiếp tục theo, ta đi đây." "Công tử, người còn chưa có hôn người ta đây." Tiểu nha đầu nhếch miệng nhỏ, ánh mắt yếu ớt chớp chớp. Lạc Thanh Chu nghe vậy xoay người lại, bế nàng lên ở trong ngực hôn một hồi mới đặt nàng lên giường. "Tốt, đi ngủ sớm một chút." Nói xong, xoay người rời đi. Tiểu nha đầu nằm ở trên giường miệng nhỏ ướt át, ánh mắt mê ly, thần sắc ngơ ngác. Sau một lúc lâu, kẹp chặt hai chân nhỏ nhắn thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ kiều mị, miệng lẩm bẩm. Công tử Nô tỳ, Nô tỳ yêu người Lạc thanh chu ra cửa, trực tiếp đi linh thiền nguyệt cung Lúc đi tới cửa, nhìn thấy bách linh một bộ váy phấn đứng ở nơi đó Cầm trong tay một đóa hoa, đang cúi đầu ngẩn người Một cái chân nhỏ nhắn ở dưới làng váy đá đi đá về bộ dáng trầm tư cũng xinh sáng động lòng người. Lạc Thanh Chu im lặng tới gần nàng, chờ lúc nàng ngẩng đầu lên, đột nhiên cúi đầu xuống, hôn một cái vào miệng nhỏ thơm ngọt phấn nộn của nàng, hai tay thuận thế ôm ngang vòng eo tinh tế mềm mại. Bách Linh lập tức mở to hai mắt nhìn, mới đầu còn vùng vẫy mấy lần, bất quá rất nhanh hai con ngươi đã mê ly, mềm cả người, muốn từ chối lại ra vẻ mời chào. Lạc Thanh Chu hôn một hồi, buông lỏng miệng của nàng, bất quá hai tay vẫn như cũ nắm cả bờ eo của nàng, thấp giọng nói. Nhớ ta không? Hắn cũng không biết, hôm nay tại sao lại đột nhiên tình nồng như vậy, tất cả dục vọng cất giấu trong thân thể giống như đều bị tỉnh lại. Là bởi vì tu luyện tinh lực tràn đầy, tháng này còn không có cùng phòng. Làm gì có? Gương mặt bách linh hồng hồng, hai con ngươi ngập nước, thấp giọng phủ nhận. Lạc thanh chu ôm bờ eo của nàng, dán chặt thân thể của nàng, cúi đầu xuống, đem cái trán thân mật dán lên cái trán của nàng, nhìn chầm chầm làng mi ngượng ngùng rung động của nàng. Hỏi ngươi một lần nữa, nhớ ta không? Bách Linh vẫn vễn miệng nhỏ, lại muốn phủ nhận, Lạc Thanh Chu đột nhiên ôm ngang nàng, quay người đi về hướng tiểu viện của mình nói. Nếu ngươi dám nói không, đêm nay ta liền lột sạch y phục của ngươi, để ngươi thị tẩm. Bách Linh cuống quyết cầu xin tha thứ. Nhớ nhớ, cô gia, người ta rất nhớ người ta mới không muốn thị tẩm đâu, ô ô. Lạc Thanh Chu lúc này mới buông nàng xuống, không còn dám trì hoãn thời gian, nói. Đại tiểu thư ở vườn hoa phía sau. Bách Linh hừ một tiếng, quay người, tức giận nói. Không có, tiểu thư đang ở trong phòng, cô gia đêm nay cũng không cần đi thỉnh an. Lạc Thanh Chu nhìn thoáng qua cửa ra vào, hỏi. Tại sao không có thấy hạ thiền cô nương? Bách Linh dừng một chút, quay người nhìn hắn nói cô gia nhớ thiền thiền sao lạc thanh chu nói chỉ là thuận miệng hỏi một chút bách linh rất chân thành nhìn hắn vài lần mới nói thiền thiền không ở nhà đi làm khổ lực kiếm tiền lạc thanh chu nghe vậy sững sờ nói làm khổ lực kiếm tiền làm gì khổ lực đi nơi nào bách linh nhìn hắn nói trồng hoa trong vườn hoa phía sau trong hậu hoa viên phu nhân Chỗ nào có thể kiếm tiền, nàng sẽ đi nơi đó. Lạc Thanh Chu một mặt kỳ quái. Nàng là một nữ hài tử, kiếm tiền làm gì? Ở chỗ này có ăn có uống, mà các ngươi mỗi tháng không có lương sao? Bách Linh lắc đầu. Ta và Thiền Thiền đều là do tiểu thư từ bên ngoài mang về, không thuộc về nô tỳ trong phủ, cho nên không có tiền lương, muốn kiếm tiền, nhất định phải tự mình kiếm. Thiền Thiền ngoại trừ giết người, bày một gương mặt lạnh ra chỉ biết làm việc khổ cực kiếm tiền còn nàng kiếm tiền làm gì ai có thể là nguyên lai sợ nghèo ngay cả màn thầu cũng không có ăn cho nên mới muốn tích lũy một chút tiền lạc thanh chu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng một tiểu nha đầu lợi hại như vậy vậy mà luân lạc tới tình trạng đi đến vườn hoa đào đất trồng hoa kiếm tiền bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được nếu như nàng thật rất cần tiền lấy tính cách của nàng ngoại trừ giết người thật là không biết nên làm sao ra ngoài kiếm tiền huống chi nàng vẫn là người mù đường bất quá nàng là một tiểu nha đầu ở chỗ này không lo ăn không lo mặc thật không quá tất yếu đi liều mạng tích lũy tiền nàng về sau lại không cần dùng tiền cưới vợ tốt thôi ta đi đây còn muốn đi nhị tiểu thư nơi đó lạc thanh chu cáo từ bách linh giật giật bờ môi muốn nói lại thôi bất quá cuối cùng vẫn không có nói nói Cô gia, nghe nói đêm mà trưởng công chúa đến Mạc Thành, chợ đêm toàn bộ Mạc Thành đều sẽ mở đến hừng đông, khắp nơi giăng đèn kết hoa, còn có các loại biểu diễn, rất náo nhiệt. Đến ngày đó, cô gia có thể mang ta và thiền thiền ra ngoài đi dạo một vòng hay không? Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, gật đầu nói. Tốt, có thể mang thêm tiểu điệp không? Ánh mắt Bách Linh giật giật, cười nói. Đương nhiên có thể. Lạc Thanh Chu phất phất tay, bước nhanh rời đi không biết lúc này vị nhạc mẫu đại nhân tính tình không tốt kia có phải đang nổi giận hay không dù sao hắn đã đi ra rất lâu đêm nay hắn lại đi bồi tần nhị tiểu thư một hồi khi vị nhạc mẫu đại nhân kia sắp rời đi hắn lại rời đi tin tưởng coi như hắn muốn ở nơi đó lâu nhạc mẫu đại nhân của hắn cũng không có đáp ứng dù sao tình ngay lý giang tỷ phu cùng cô em vợ có khoảng cách trong thư phòng tống như nguyệt đang sụ mặt ngồi bên trên giường mỹ nhân tần nhị tiểu thư đã về tới trên giường trên bàn bày bữa tối phong phú nhưng cũng không có người ăn tống như nguyệt thuyết phục nửa ngày tần nhị tiểu thư một ngụm cũng ăn không trở lại trên giường liền nhắm mắt lại ấm ức không còn có nói chuyện nàng nghĩ rằng tỷ phu đã đi đêm nay sẽ không còn đến lúc lạc thanh chu xuất hiện ở trước cửa ra vào tống như nguyệt lập tức lạnh mặt khiển trách còn biết trở về Ngươi đây là đi ra ngoài thành thuận tiện hả? Tần nhị tiểu thư nằm ở trên giường nghe được âm thanh, lập tức mở mắt. Lạc thanh chu đành phải đứng ngoài cửa ra vào cung kính giải thích. Bụng không thoải mái, cho nên trở về chậm một chút. Hừ. Tiến vào. Tống như Nguyệt nói xong, đột nhiên lại mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn hắn chầm chầm nói. Rửa tay chưa? Lạc thanh chu nói. Đã rửa, vừa rồi ở trong viện lại rửa thêm một lần. Thu Nhi cũng ở bên cạnh nói. "Phu nhân, nô tỳ vừa mới nhìn thấy cô da rửa ở trong viện." Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không có lại nói tiếp. Lạc Thanh Chu lúc này mới cởi giày, đi vào. Nhưng sau khi vào phòng, lại không biết nên đi chỗ nào. Tần Nhị tiểu thư vẫn như cũ nằm ở trên giường, không nhúc nhích, vừa mới mở mắt ra, lại đóng lại. "Ăn cơm trước." Ngữ khí Tống Như Nguyệt chậm dần, chỉ chỉ thức ăn trên bàn. Lạc Thanh Chu nói cảm ơn, đi đến trước bàn cơm, thấy đồ ăn phía trên tựa hồ một chút cũng không hề động, lại quay đầu, nhìn nàng và tần nhị tiểu thư trên giường một chút. Ta không ăn, vi mặt cũng không đói bụng, ngươi ăn đi. Tống như Nguyệt cầm một quyển sách từ trên giường, một bên lạnh mặt nói, một bên xem sách. Trong mũi Lạc Thanh Chu đột nhiên ngửi được một cổ mùi vị quen thuộc, ánh mắt nhìn về phía thức ăn trên bàn. Trong đó có một chén canh xương hầm lớn, bên trong tựa hồ thả rất nhiều dược liệu. Chính là canh tiểu điệp tối hôm qua bưng trở về ở sau bếp. Lạc Thanh Chu ngồi xuống, bới thêm một nửa chén cơm, đang muốn ăn, giọng nói tần nhị tiểu thư đột nhiên từ trong nhà truyền đến. Mẫu thân, ta đói. Tống Như Nguyệt nghe xong, lập tức để sách trong tay xuống, từ trên giường đi xuống, vẻ mặt tươi cười nói. Đói thì ăn cơm, đến đây, mẫu thân trước giúp ngươi phủ thêm quần áo, chờ một lúc bưng tới cho ngươi ăn. Tần vi mặt thấp giọng nói. Mẫu thân, ta muốn đến ngồi cùng tỷ phu ăn. Nụ cười trên mặt tống như nguyệt lập tức biến mất, khóe mắt kéo ra, trầm mặt một hồi, đột nhiên quay đầu nói. Lạc thanh chu, đừng làm bẩn đồ ăn, để vi mặt ăn trước. Còn có, không cho phép nhìn bên này. Thật ra khi nghe được tần nhị tiểu thư nói đói bụng, lạc thanh chu đã không dám lại động đũa. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, đưa lưng về phía buồn trong, tiện tay liếc nhìn thư tịch trên giá sách bên cạnh. Tống Như Nguyệt cảnh giác nhìn hắn một cái, vén chăn lên, đỡ lên khuê nữ của mình, bắt đầu mặc quần áo cho nàng. Sau một lúc lâu, mẹ con hai người đỡ lấy nhau đi tới. Lạc Thanh Chu lúc này mới để sách xuống, đi đến trước bàn, dời ra cái ghế. Tống Như Nguyệt đỡ thiếu nữ chậm rãi ngồi xuống ghế, sau đó cầm chén đũa lên, gấp thức ăn cho nàng. Tần Vi mặt quay đầu nói. Tỷ phu, ngồi khụ khụ tống như nguyệt đột nhiên tằng hắn trừng nàng một cái nói ta cũng còn không có ngồi đây tần vi mặt nói khẽ mẫu thân trời đã không còn sớm phụ thân hẳn là cũng trở về ngài mau trở về đi thôi miễn cho phụ thân cô đơn tống như nguyệt xuống nha đầu ngươi cố ý muốn chọc mẫu thân tức chết à mỹ phụ tức giận ngực dậm chân đôi đũa trong tay đều đang run rẩy Tần Vi mặt yếu ớt nói: Mẫu thân ở chỗ này, tỷ phu không được tự nhiên, mà mẫu thân luôn luôn muốn trăng dạy tỷ phu. Mẫu thân vẫn nên trở về đi, đi bồi phụ thân. Ta không, ta lại không. Tống Như Nguyệt vô cùng tức giận. Ta hôm nay không đi, đêm nay ở lại đây. Nhìn các ngươi có thể như thế nào? Tần Vi mặt thấy nàng tức giận không nhẹ, không dám lên tiếng nữa. Lạc Thanh Chu vội vàng thừa cơ cung kính nói nhạc mẫu đại nhân, ta vừa hay có chút buồn ngủ, muốn sớm đi về nghỉ. Nếu không, không cho phép. Không. Mẹ con hai người lại trăm miệng một lời, ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Một người giận trừng, một người tội nghiệp. Lạc Thanh Chu. Ta đi. Tống như Nguyệt hít sâu một hơi, buông bát đổ xuống, đi thẳng tới cửa, lúc đi tới bên ngoài cửa, vành mắt lập tức đỏ lên. Mẫu thân chính là dư thừa, tốt, mẫu thân đi, mẫu thân cũng không tiếp tục chọc người ngại. Nói xong, đi giày vào, thương tâm rời đi. Trong thư phòng, an tĩnh lại. Hai người hai mặt nhìn nhau. Tần Vi mặt có chút nhíu mày. Tỷ phu, Vi mặt chưa hề nói mẫu thân dư thừa, cũng không có ghét bỏ nàng. Vi mặt mới không phải người như vậy đâu. Lạc Thanh Chu không có trả lời, yên lặng cầm lên bát đũa giúp nàng kẹp chút thịt và rau xanh, đặt ở trước mặt của nàng, nói. Nhị tiểu thư, ăn cơm trước. Tần vi mặt giơ tay lên, có chút run rẩy, ôm nhu nói. Tỷ phu, ngươi đút ta, có được hay không? Lạc thanh chu do dự một chút, nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, cầm bát đũa, gấp một miếng thịt, đưa tới trong mồm của nàng. Đúng vào lúc này, sặc một tiếng, cửa sổ đang đóng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tống Như Nguyệt trầm mặt đứng ở bên ngoài, hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Lạc Thanh Chu, thân là tỷ phu, phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Bồi Vi mặc cơm nước xong xuôi liền chủ động rời đi, đừng cho người đến thúc ngươi, đã nghe chưa? Lạc Thanh Chu vội nói. Chờ một lúc Thanh Chu liền đi. Tống Như Nguyệt sập một tiếng đóng cửa sổ lại, ở bên ngoài lạnh lẽo nói. Canh kia chính ngươi uống, không được cho Vi mặc ăn. Nói xong, tiếng bước chân phía ngoài dần dần đi xa. Sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng, hai người giật mình, tạm thời đều không dám nói tiếp. Lạc Thanh Chu cho Tần Nhị tiểu thư ăn cơm, trong lòng nghĩ chờ một lúc mượn cớ chuồn đi. Tần Vi mặt cúi đầu ăn cơm, trong lòng nghĩ đợi chút nữa nên như thế nào lưu lại tỷ phu ở bên cạnh nàng. Hai người mang tâm sự riêng, lặng im không nói gì. Tần Vi mặt ăn vài miếng, nói: tỷ phu, vì mặt đã no, ngươi ăn đi. Lạc Thanh Chu lúc này mới ngồi xuống ăn cơm. Tần vi mặt ngồi ở chỗ đó, an tĩnh nhìn hắn, thấy hắn ăn không sai biệt lắm, đưa tay múc giúp hắn một chén canh, đặt ở trước mặt hắn, nói khẽ. Tỷ phu, đây là mẫu thân chuyên môn sai người nấu cho ngươi, mẫu thân đêm nay vốn muốn lưu tỷ phu ăn cơm, cho nên để Châu Nhi chuyên môn đi qua chỗ của mẫu thân nơi đó, bưng tới chén canh này, hâm nóng. Lạc Thanh Chu nghe vậy sửng sốt, nhìn thoáng qua chén canh, sau đó bưng lên uống một ngụm, nếm nếm hương vị, giống nhau như đúc tối hôm qua tiểu điệp bưng từ sau bếp trở về. Hắn giật mình, hỏi. Nhị tiểu thư, tối hôm qua tiểu điệp đi phòng bếp lấy cơm tối cũng bưng một tô như thế này trở về, hương vị giống nhau như đúc, không phải ngươi phân phó phòng bếp làm à. Tần vi mặt giật mình, lập tức lắc đầu. Không phải vi mặt phân phó. Lạc thanh chu trầm mặt xuống. Tần vi mặt mỉm cười, nói. Mẫu thân chính là như thế, gặp mặt luôn luôn răng dậy tỷ phu, thật ra trong lòng rất lo cho tỷ phu. Soạt. Đúng vào lúc này, cửa sổ đột nhiên lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Mặt mũi tống như nguyệt tràn đầy sương lạnh đứng ở bên ngoài quát. Nói bậy bạ gì đó. Trong lòng mẫu thân làm sao lo lắng cho tiểu tử thúi này. Ta nhổ vào. Lạc thanh chu. Tần vi mặt. Làm sao còn chưa đi. Nói chuyện phím liền nói chuyện phím, không được dính đến trên người của ta. Ở sau lưng bàn về trưởng bối, cẩn thận nát đầu lưỡi. Tống như Nguyệt quán hận nói xong, sạch một tiếng đóng cửa sổ lại, tiếng bước chân bước nhanh đi xa. Trong thư phòng, hai người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Lần này, hai người đều không dám nói nữa. Lạc thanh chu cúi đầu ăn cơm, hút canh. Tần vi mặt giúp hắn múc từng muỗng từng muỗng, thấp giọng nói. Tỷ phu, uống nhiều một chút. Một chén canh lớn rất nhanh bị Lạc Thanh Chu uống xong. Lúc này, bên trong chén lộ ra không chỉ có xương, còn có những vật khác. Đều là một vài vị thuốc đông y. Tần vi mặt nhìn thoáng qua, tự hồ cũng nhận biết, cười thì thầm. Cẩu kỷ tử, tiên mau, nhục thung dung, dâm dương hoắc ba. Đọc đến đây, ý cười trên mặt nàng đột nhiên cứng đờ, trong miệng im bặt mà dừng. Lạc thanh chu thấy sắc mặt nàng không đúng, kỳ quái nói nhị tiểu thư thế nào gương mặt tầng vi mặt trắng nõn trong nháy mắt nhiễm lên hai quả anh đào đỏ ửng ánh mắt nhìn về phía nơi khác thấp giọng nói không không sao đâu tỷ phu nhanh ăn đi lạc thanh chu uống xong chút canh sau cùng bên trong chén một giọt không dư thừa nói ta đã ăn xong gương mặt tầng vi mặt xinh đẹp đỏ lên nhìn hắn nhìn không được hỏi tỷ phu Người tối hôm qua uống canh này, hôm nay có cái gì? Phản ứng đặc biệt gì không? Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, nói: "Không có. Canh này thế nào? Hẳn là canh bổ thân thể." Thiếu nữ cúi đầu, đỏ mặt mới nói: "Từng bổ thân thể mẫu thân." Sao có thể nấu canh này? Lạc Thanh Chu đứng lên, thu hồi bát đũa, nói: "Nhị tiểu thư, ngươi mệt mỏi chưa muốn hay không lên giường nghỉ ngơi giường trên giường nhà thiếu nữ nhìn có chút mất hồn mất phía vừa đứng lên đột nhiên thân thể mềm nhũng muốn té lăn trên đất lạc thanh chu tay mắt lanh lẹ ông lấy nàng nói nhị tiểu thư đừng nóng vội ta dìu ngươi đi qua vốn định đỡ lấy thiếu nữ đi qua nhưng hai chân thiếu nữ tự hồ không có khí lực lạc thanh chu bất đắc dĩ chỉ đành phải nói. "Nhị tiểu thư, nếu không, ta ôm ngươi đi qua." Tần Vi mặt xấu hổ e sợ, thấp giọng nói. "Từng đắc tội." Lạc Thanh Chu ôm ngang nàng lên, thân thể mảnh mai không xương, cơ hồ không có trọng lượng. Đưa nàng đến trên giường phòng trong, đang muốn hô Thu Nhi đến giúp nàng cởi quần áo, thiếu nữ đột nhiên đưa tay bắt lấy tay hắn, ôm nhu nói. "Tỷ phu, chớ đi." Lạc Thanh Chu nói ta đi gọi thu nhi tới cởi quần áo cho ngươi thiếu nữ vẫn như cũ nắm thật chặt tay của hắn tự hồ sợ hắn vừa rời đi rốt cuộc sẽ không trở về trung giọng nói tỷ phu ngươi ngươi có thể giúp vi mặt lạc thanh chu hắn quay đầu nhìn lại mặt mũi thiếu nữ trên giường tràn đầy đỏ ửng thẹn thùng động lòng người hai con ngươi lại dũng cảm nhìn hắn chẳng biết tại sao trong bụng lạc thanh chu đột nhiên hiện ra một dòng nước nóng thẳng đến tráng hắn lập tức có chút đầu ván mắt hoa, nhiệt huyết sôi trào. Tỷ phu, áo ngoài. Lông mi thiếu nữ rung động, xấu hổ nói. Lạc thanh chu lúc này mới kịp phản ứng, a à, một tiếng, giúp nàng cởi bỏ áo lông trùng thật dày bọc lấy bên ngoài, đặt ở bên trên ghế dựa mềm bên cạnh. Thiếu nữ ngồi ở trên giường, lông mi đen nhánh lại có chút thỏng xuống, dơ chân, cắn môi một cái. Tỷ phu, vớ chân trên chân ngọc tiểu xảo nhỏ nhắn của thiếu nữ bọc lấy một đôi vớ lưới tuyết trắng thuần trắng đáng yêu không nhúng bụi trần nhiệt ý ở phần bụng lạc thanh chu càng ngày càng đậm trong đầu cảm giác cũng có chút hỗn loạn khí huyết toàn thân sôi trào thân thể nóng lên gương mặt đỏ lên nhìn chân ngọc tinh xảo đáng yêu của thiếu nữ trước mắt con ngươi rung động lòng người cùng khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng xinh đẹp hắn tự giác nuốt nước miếng một cái tỷ phu cởi thiếu nữ khẽ cắn môi phấn ngượng ngùng nói. Ánh đèn mờ nhạt. Thiếu nữ xinh đẹp xấu hổ, hai con ngươi lưu chuyển sóng nước. Bộ dáng khẽ cắn môi phấn, lông mi rung động thẹn thùng, cùng bàn ngón tay chống đỡ giường, chân ngọc nhẹ dơ lên, tư thái ôn nhu, rung động lòng người, chọc tiếng lòng người. Trong lòng lạc thanh chu vùng vẫy một hồi, trong đầu đột nhiên nóng lên, chậm rãi ngồi sổn xuống. Lập tức đưa tay, một tay nhẹ nhàng cầm bắp chân duyên dáng của nàng, một tay chậm rãi trút bỏ vớ lưới tuyết trắng không nhúng bụi trần. Một vòng tuyết trắng, đột nhiên mà hiện. Lập tức, một chân ngọc tinh xảo linh lung, trắng nõn kiều nộn như ngọc của thiếu nữ, hoàng mỹ không một tì vết xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hô hấp lạc thanh chu trì trệ, nhịp tim không khỏi gia tốc. Cảm giác khô nóng trong cơ thể càng thêm mãnh liệt. Lòng hắn rung động, lại đưa tay nắm chặt, nhẹ nhàng bóp nhẹ một chút. Kiều nộn trơn nhẵn, mềm mại không xương thân thể thiếu nữ mềm mại rung lên mềm nhũng bên trong màn mở to hai mắt nằm ở nơi đó nhẹ nhàng cắn môi phấn má đỏ như rán chiều không nhúc nhích dục vọng trong cơ thể lạc thanh chu càng thêm mãnh liệt giống như hồng thủy vỡ đê không ngừng mà cọ rửa lý trí trong lòng cùng lễ nghi đạo đức trong đầu hắn tay hắn nắm chân ngọc mềm mại trơn nhẵn của thiếu nữ nhịn không được cúi đầu xoạt đúng vào lúc này cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra mặt mũi thu nhi tràn đầy lo lắng xuất hiện ở ngoài cửa ra vào. Tiểu thư, cô gia, phu nhân đã tới. Các ngươi, nàng đột nhiên thấy được một màn trước giường, lập tức trợn to hai mắt, trong miệng im bặt mà dừng. Lạc thanh chu giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại, cuốn quýt đứng lên. Thu nhi ngốc trệ một chút, vội vàng nói. Cô gia, nhanh, mau tránh. Thiếu nữ mềm nhũng trên giường cũng ngồi dậy, xấu hổ lên tiếng nói. Tỷ phu, trên giường. Lạc thanh chu như tiểu tặc ăn cắp vật liệu sắp bị phát hiện, trong lòng tràn đầy kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, xe nhẹ đường quen nhảy lên giường, chui vào trong chăn. Chờ đầu hắn co quắp ở trong chăn, đột nhiên tỉnh ngộ. Tại sao hắn phải tránh? Đây không phải có tật giật mình, tự chui đầu vào lưới à. Hắn trực tiếp đi ra ngoài, hoặc đi đến trước bàn mài mực viết chữ không được sao coi như hắn đứng trước giường nói chuyện cùng tần nhị tiểu thư, vị nhạc mẫu đại nhân kia cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng hắn bây giờ lại núp ở trên giường tần nhị tiểu thư, cái này nếu như bị vị nhạc mẫu đại nhân kia phát hiện. Chờ một chút, nhị tiểu thư, ta. Hắn cuốn quyết chui ra từ trong chăn, còn chưa có nói xong, soạt một tiếng, thiếu nữ trên giường đã kéo lên màn che. Đồng thời, giọng nói của vị nhạc mẫu đại nhân kia đã vang lên ngoài cửa tiểu tử kia đi rồi chứ châu nhi đi theo bên cạnh cung kính đáp cô gia sớm đã rời đi thu nhi cũng đứng ngoài cửa đáp cô gia bồi tiếp tiểu thư cơm nước xong xuôi liền đi tiểu thư đã ngủ rồi lạc thanh chu hai nha đầu nói như vậy trực tiếp phá hỏng ý định xuống giường đường hoàng đi ra ngoài của hắn hừ còn tính là có chút tự mình hiểu lấy tống như nguyệt hừ lạnh một tiếng cởi giày đi vào gian phòng lạnh lùng nói nếu hắn còn chưa đi, trong hậu hoa viên của ta vừa rồi thiếu người bón phân, để hắn đêm nay đi bón phân cho ta một đêm. Lạc Thanh Chu lùi về chăn mền, cũng không dám lại động đậy. Tống Như Nguyệt đi vào buồn trong, nhẹ giọng hô. Vi mặt, ngủ chưa? Tần vi mặt đỏ mặt mà nằm ở trong chăn, dán vào người nào đó cùng một chỗ, cách trướng mạng mông lung nói. Mẫu thân, ta ngủ, hiện tại có chút khó chịu, người. Người đừng tới đây tống như nguyệt đi đến bên giường nói lại khó chịu sao để mẫu thân nhìn nói rồi liền vươn tay muốn đi kéo màn ra lạc thanh chu rung lên tần vi mặt vội vàng nói mẫu thân đừng đừng kéo vi mặt sợ gió tống như nguyệt nghe vậy dừng lại rút tay trở về nói vậy ngươi có ho khan không muốn uống chút thuốc hay không tần vi mặt yếu ớt nói không cần mẫu thân ta ta buồn ngủ muốn nghỉ ngơi tống như nguyệt nhẹ gật đầu nói tốt ngươi nghỉ ngơi đi mẫu thân sẽ không quấy rầy ngươi nói rồi giúp nàng thổi tắt nến đỏ ở đầu giường lập tức đi đến bên ngoài thổi tắt ngọn đèn trong phòng cũng chỉ có một cây nến trong góc còn đốt bên trong ánh lửa chậm rãi thiêu đốt tản ra ánh sáng mờ nhạt trong phòng yên tĩnh ấm áp Tống Như Nguyệt cũng không hề rời đi, mà lại đi đến bên trên giường mỹ nhân nằm nghiêng xuống, cầm một quyển sách, tùy tiện liếc nhìn. Thu Nhi cùng Châu Nhi tiến vào dọn thức ăn, thuận tiện đổi bếp hương, tăng thêm lửa than, sau đó thêm vào một chút than chưa đốt. Một lát sau, Tần Vi mặt nằm ở trên giường rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Mẫu thân, người không trở về đi ngủ sao? Tống Như Nguyệt vừa lật sách vừa nói. Đêm nay ta ngủ ngay ở chỗ này, Nơi này rất tốt, ngủ thoải mái hơn bên kia của ta. Hai người trên giường. Làm sao? Không muốn để cho mẫu thân ngủ ở chỗ này của ngươi. Tống Như Nguyệt hỏi. Tần Vi mặt yếu ớt đáp. Không có. Tống Như Nguyệt đột nhiên để sách trong tay xuống, ngồi xuống nói. Vi mặt, giường ngươi lớn như vậy, mẫu thân và ngươi ngủ chung có được hay không? Mẫu thân còn chưa từng ngủ qua giường của ngươi đây, rất muốn hưởng thụ một chút. Thân thể người nào đó trong chăn run rẩy một chút. Không. Không tốt. Hừ, quỷ hẹp hòi. Tống Như Nguyệt đi xuống giường mỹ nhân, đi đến bên giường nói. Vi mặt, cả ngày nằm, thân thể đau buốt nhất không? Mẫu thân giúp ngươi đấm bóp một chút có được hay không? Không. Không từng, mẫu thân, ta thật buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi. Giọng nói thiếu nữ phát run. Tốt tốt, ngươi ngủ đi, Mẫu thân không quấy rầy ngươi. Tống Như Nguyệt quay người rời đi, lại đi qua giường mỹ nhân nằm xuống, cầm thư tịch lên. Trong phòng, tỉnh không một tiếng động. Lúc gần rạng sáng, Tống Như Nguyệt để sách xuống, quay đầu nhìn thoáng qua buồn trong, kéo qua tấm thảm, trùm lên trên người, nằm xuống, lẩm bẩm trong miệng. Nha đầu kia thể cốt quá yếu, để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Đêm nay ta phải hảo hảo trông coi nàng, không thể ngủ. Hai người trên giường nghe thế, hai mặt nhìn nhau. Lạc thanh chu ngửi ngửi mùi thơm thiếu nữ cùng nhiệt khí trong lỗ mũi thở ra, có chút nhẫn nhịn không được, đành phải chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía nàng, chăm chú chống đỡ vách tường. Gương mặt thiếu nữ xinh đẹp đỏ lên, cũng xê dịch thân thể, dính sát vào phía sau của hắn. Hai người cứ như vậy nằm nghiêng, yên lặng, không nhúc nhích. Tiếng hít thở, tiếng tim đập tự hồ cũng có thể nghe thấy lẫn nhau. Sau một lúc lâu, Thiếu nữ đột nhiên giơ cánh tay lên, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy hắn, khóe miệng mang theo ý cười hạnh phúc, nhắm mắt lại. Đối với nàng mà nói, thế này là đủ rồi. Nàng đã thỏa mãn, cũng rất mãn nguyện. Nàng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, bởi vì hắn vốn cũng không thuộc về nàng. Thiếu nữ rất nhanh tiến vào mộng đẹp ngọt ngào, không có tàng hắn lấy một cái. Thân thể và trái tim lạnh buốt của nàng ở buổi tối hôm ấy đã trở nên ấm áp mà mỹ phụ nằm bên trên giường mỹ nhân phía ngoài lúc nãy vừa nói không thể ngủ lúc này khóe miệng đã bắt đầu chảy nước bọt ngủ so với ai khác đều ngon lành hơn lạc thanh chu đối mặt với vách tường không có chút bối rối khi đến ba canh hắn thấy mẹ con hai người đều ngủ ngon nhắm mắt ngưng thần thần hồn xuất khiếu thân thể đã không cách nào rời đi thần hồn rời đi là được như vậy coi như thân thể lại chịu không được cũng không có khả năng tự mình hành động hắn không thể thương tổn thiếu nữ bên cạnh. Một là đạo đức lễ nghi không cho phép, hai là thân thể thiếu nữ không cho phép. Ba là, chỉ cần hắn dám có động tĩnh, vị nhạc mẫu đại nhân bên ngoài khẳng định sẽ bị bừng tỉnh. Cho nên, hắn chỉ có thể lưu lại thể xác ngủ cùng, thần hồn rời khỏi thân thể, yên lặng trong đêm tối đi tu luyện. Thần hồn phiêu phiêu đảng đảng, bay lên nóc nhà, cúi đầu nhìn lại, thiếu nữ đang ngủ say, trên người ẩn ẩn quanh quẩn từng sợi hắc khí mà những hắc khí kia khi đụng vào thân thể của hắn đột nhiên thối lui gặp một màn này trong lòng lạc thanh chu âm thầm giật mình khó trách tần nhị tiểu thư nguyện ý ở cùng với hắn khẳng định trong lòng và thân thể đều rất dễ chịu hắn lần nữa nhớ tới lời của vị thần hồn tiền bối kia bây giờ xem ra hoàn toàn có chút đạo lý ánh mắt lạc thanh chu nhìn về phía mỹ phụ bên trên giường mỹ nhân bên ngoài thấy trên người nàng quanh quẩn hồng quan nhàn nhạt nhìn rất khỏe mạnh gặp mẹ con hai người đều đang say ngủ hắn xuyên thấu nóc nhà bay ra ngoài gió tuyết bên ngoài sớm đã ngừng trên bầu trời đêm mây đen tán đi một vòng trăng tròn mông lung xuất hiện lạc thanh chu nổi lên giữa không trung quan sát mà xuống sau một lúc lâu hắn bay về hướng tiểu viện của mình chuẩn bị đi trước nhìn tiểu điệp từ nóc nhà chui vào trong phòng tiểu nha đang bọc kính chăn mền ngủ ở gian phòng của mình đang ngủ say trên mặt mang mỉm cười tự hồ đang mơ mộng đẹp. Lạc Thanh Chu đang muốn rời đi, tiểu nha đầu đột nhiên vặn vẹo thân thể một chút, miệng lẩm bẩm. Công tử, muốn. Nô tỳ còn muốn. Lạc Thanh Chu. Xuyên qua nóc nhà, thử bay về phía linh thiền nguyệt cung. Quả nhiên, giống như trước kia. Còn chưa bay đến chỗ gần liền đột nhiên cảm nhận được một cổ lạnh lẽo thấu xương đánh tới, toàn bộ thần hồn giống như muốn bị đóng băng. Hắn vội vàng rời xa, trung trung một chút chuẩn bị bay đến Nguyên ương lâu trong lúc bay qua sân nhỏ của nhạc mẫu đại nhân trong lòng hắn khẽ động rơi xuống tới vườn hoa phía sau đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc đang ngồi xổm ở nơi đó dùng hai tay nhỏ cào bùn đất đang yên lặng trồng hoa trên mặt đất ở sau lưng nàng đặt một thanh bảo kiếm ở các góc vườn hoa tất cả đều là chủng loại mới nhìn bùn đất đều là hôm nay vừa trồng thiếu nữ an tĩnh ngồi xổm ở nơi đó nghiêm túc chất đóng bùn đất hai tay nhỏ lúc đầu tuyết trắng lúc này đã tràn đầy bùn đất trên người cũng dính đầy bùn đất trên trán trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đều dính bùn đất lạc thanh chu từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng chưa hề thấy qua chuôi bảo kiếm này rời khỏi tay nàng nhưng đêm nay chuôi bảo kiếm nàng cho dù lúc ngủ cũng muốn nắm chắc lại bị đặt ở trên bùn đất sau lưng thật lâu cũng không có nhìn một cái thiếu nữ cắm gốc hoa trước người vào chậu lại qua ôm bình nước bắt đầu tưới nước cho hoa, đưa tay quệt qua mồ hôi trên trán, mà bên trên gương mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong con ngươi tràn đầy chăm chú. Tưới nước xong, nàng tiếp tục trồng gốc hoa tiếp theo. Vườn hoa rất lớn, ngoại trừ hoa, còn có các bụi cây. Bên cạnh vườn hoa là hậu hoa viên của Tống Như Nguyệt, bên trong càng nhiều hoa cỏ trân quý, mỗi ngày ngoại trừ xới đất ra còn phải đào đi cây chết, trồng cây mới, tưới nước làm cỏ cắt tỉa vân vân. Lạc Thanh Chu lại yên lặng nhìn một hồi, bay lên giữa không trung, phiêu đảng rời đi. Kỳ quái, thiếu nữ này không ở Linh Thiền Nguyệt Cung, nơi đó vì sao còn rét lạnh như vậy, thần hồn khó mà tiếp cận. Chẳng lẽ có pháp khí hoặc những vật khác? Lạc Thanh Chu vừa bay ra tầng phủ, đột nhiên nhìn thấy nha hoàng tối hôm qua đang ở đầu cửa ngõ. Lúc này, nha hoàng tự hồ đã làm xong chuyện, đang từ cửa ngõ đi vào hẻm, chuẩn bị trở về tầng phủ. Lạc Thanh Chu nhìn thoáng qua, không tiếp tục để ý, nhanh chóng rời đi. Chờ hắn đi vào uyên ương lâu, mái nhà trống trơn, đạo thân ảnh xanh nhạt kia cũng không có ở đây. Đêm nay không tới sao. Trong lòng Lạc Thanh Chu âm thầm nghĩ, ở trên mái nhà chờ đợi trong chốc lát, phiêu nhiên rời đi. Hắn quyết định đi thành quốc phủ nhìn thử. Không biết tiểu lâu hiện tại thế nào. Cùng lúc đó, trong phòng, thiếu nữ dán phía sau thân thể của hắn chẳng biết lúc nào vậy mà tỉnh lại. Lúc này, khuôn mặt thiếu nữ đỏ bừng, cánh tay ôm hắn, miệng nhỏ chạm vào bên trên vành tay của hắn, thấp giọng nói. Tỷ phu, mẫu thân đã ngủ thiếp đi. Đêm khuya, thành quốc phủ. Yên tĩnh im ắng. Cửa ra vào các tòa viện lạc và đầu các con đường đều treo hai ngọn đèn lồng, trong đêm tối tản ra ánh sáng mờ nhạt. Lúc này, vẫn như cũ có người làm mang theo đèn lồng đi lại trong phủ lạc thanh chu từ cửa sau xe nhẹ đường quen nhẹ nhàng đi vào hắn trước đi đến nhìn thoáng qua căn viện hắn và tiểu điệp đã từng ở trong nội viện cỏ dại rậm rạp hoàn toàn hoang lương sớm đã không có người ở lại cũng không có người tới quét dọn trên bậc thang mọc đầy rêu xanh trên cửa sổ trong phòng đầy bụi trần lạc thanh chu ở trong viện một hồi trong tầm mắt không khỏi nổi lên hình tượng lúc trước một chủ một bột ở bên trong khu nhà nhỏ này sống nương tựa lẫn nhau trong trí nhớ càng xa xôi còn có thân ảnh của một nữ nhân gầy yếu rất đáng thương thời gian lúc trước bây giờ nghĩ lại lại không đành lòng quay đầu còn tốt hắn và tiểu điệp đã rời đi nhân họa đắc phúc mới có cuộc sống bây giờ vừa so sánh tần phủ mới giống như là nhà của bọn hắn trong lòng đối với tần phủ cũng càng thêm cảm kích thân thiết sau một lúc lâu tâm tình hắn phức tạp rời đi lướt tới tiểu viện nhị phu nhân dương bình nhi cùng tiểu lâu ở một đường không người. Chỉ có ngọn đèn mờ sáng chập chờn ngoài hành lang. Lạc Thanh Chu vừa tiếp cận tòa tiểu viện trong trí nhớ kia, đột nhiên cảm thấy một cổ nguy hiểm đánh tới, toàn thân đột nhiên căng cứng, vô ý thức bộc phát ra tất cả lực lượng cùng tốc độ, bá, một tiếng nhảy lên đến không trung. Oanh. Một tiếng bạo hưởng. Địa phương hắn vừa mới bay đi đột nhiên xuất hiện một đạo quyền ảnh, quyền kia lập tức ảnh bạo tạc mà đến, biến thành khí lưu gió mạnh đáng sợ tan ra bốn phía. Đồng thời, một nam tử trung niên toàn thân tản ra ánh sáng huyết hồng như hỏa diễm thiêu đốt đột nhiên nhanh chân đi ra từ bên trong nơi hẻo lánh, cả người bể nghệ, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Âm hồn tiểu quỷ từ đâu tới dám du đảng đến thành quốc phủ ta. Thân ảnh kia, Lạc Thanh Chu quen thuộc. Giọng nói kia, Lạc Thanh Chu càng quen thuộc hơn. Vậy mà chính là vị phụ thân kia của hắn, Lạc Diên Niên một cổ khí tức vỏ giả đáng sợ đập vào mặt thiêu đốt toàn bộ thần hồn hắn có chút run rẩy trong lòng lạc thanh chu sợ hãi không còn dám ở lâu lập tức từ trên không trung rời đi bay khỏi thành quốc phủ hắn lập tức lại chậm rãi hạ xuống tới từ trên bầu trời phi hành ở độ cao không chênh lệch với các nóc nhà vô luận là du hồn hay là thần hồn cũng không thể bay quá cao về phần bay lên mây xanh càng không thể nào Thần hồn chỉ cần không có trải qua lôi kiếp trở thành dương thần, vậy vẫn là âm hồn. Âm hồn có thể nào bay cao? Không cẩn thận có thể sẽ dẫn tới thiên nộ lôi phạt, trong nháy mắt bị đánh tan biến, không còn mảnh nào. Trời có thiên quy, có địa pháp. Âm hồn muốn lên trời, nói nghe thì dễ. Thí dụ như phàm nhân tu tiên, muốn trường sinh, so với lên trời còn khó hơn. Lạc Thanh Chu một bên bay về Uyên Ương lâu, vừa nghĩ chuyện mới vừa rồi, trong lòng của hắn đã sớm biết Lạc Diên Niên có thể là một võ giả, nhưng cũng không biết thực lực cụ thể của đối phương đến đâu. Từ tình huống vừa rồi mà xem, thực lực của đối phương ít nhất là cảnh giới võ sư. Thậm chí cao hơn. May mắn thần hồn của hắn cường đại, phản ứng cực nhanh, nếu không bị một quyền cách không đánh trúng, coi như không hồn phi phách tán tại chỗ cũng sẽ bị thương nặng, có thể an toàn trở về hay không vẫn là vấn đề. Hôm nay là hắn chủ quan, vốn cho rằng tu thành cảnh giới nhật du không sợ võ giả bình thường nhưng cũng không nghĩ tới đối phương cảm ứng nhạy cảm lại đột nhiên xuất hiện đột nhiên động thủ bây giờ trạng thái thần hồn của hắn ngoại trừ có thể nhìn lén nghe lén ra đối với bất kỳ võ giả nào đều không tạo được một tia tổn thương cho dù đối phó người bình thường cũng chỉ có thể thổi một chút âm phong hù dọa một chút vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện tấn cấp đến ngự vật cảnh giới đến lúc đó thần hồn ngự vật có lợi khí vật thật, tự nhiên có thể tập kích người không sẵn sàng, giết người ở trong vô hình. Không bao lâu. Hắn đi tới biên ương lâu. Phía trên mái công đạo thân ảnh xanh nhạt đã đứng ở nơi đó. Khi hắn xuất hiện, thân ảnh xanh nhạt quay đầu nhìn thoáng qua, tự hồ có chút kinh ngạc. Lạc thanh chu bay đến chỗ gần, bay xuống trên nóc nhà, cúi đầu chắp tay nói. Tiền bối, vãn bối canh ba đã đến một lần, thấy tiền bối không có ở đây, cho nên đi dạo bốn phía, không để cho tiền bối đợi lâu chứ. Thân ảnh xanh nhạt an tĩnh nhìn hắn một hồi, mới lên tiếng nói. Ngươi đêm nay, có thời gian đi ra. Lạc Thanh Chu giật mình, nói. Phản bối đây không phải đã ra rồi sao? Ý của tiền bối là. Thân ảnh xanh nhạt trầm mặt một hồi, nói. Không sao đâu, đêm nay không kể chuyện xưa. Ngươi sớm trở về đi. Lạc Thanh Chu sững sờ, nói trong nhà vãn bối không có chuyện gì, có thể hừng đông trở về, vãn bối muốn ở chỗ này bồi tiền bối lâu một chút. Hiện tại còn không thể trở về. Vạn nhất hồn phách quay về cơ thể, thân thể chịu không được, phạm phải sai lầm lớn, vậy hối tiếc không kịp. Huống chi, thân thể tần nhị tiểu thư nhu nhược, hiện tại chịu không được kích thích cùng dày vò quá mãnh liệt. Cho dù hắn bất đắc dĩ phải dùng phương pháp cứu mạng của vị tiền bối này, cũng phải tiến hành theo chất lượng, từng bước một từ từ sẽ đến, nếu không tác dụng sẽ hoàn toàn ngược lại. Ít nhất phải để tần nhị tiểu thư trước dưỡng thân thể một đoạn thời gian. Trong lòng Lạc Thanh Chu nghĩ như vậy, thấy thần hùng tiền bối dường như đang nhìn mình, cũng không nói chuyện, lại chắp tay nói. Tiền bối, đêm mai vãn bối còn cần đến nơi này không? Thân ảnh xanh nhạt trầm mặt một lát, nói. Xem thời gian của ngươi như thế nào? Lạc Thanh Chu đang muốn nói, thời gian của vãn bối rất rảnh rỗi, đột nhiên nghĩ đến hai ngày nay không ngừng có chuyện, đừng nói ban ngày không có thời gian, thời gian buổi tối cũng bị nghiền ép. Nói không chừng đêm mai còn có chuyện gì phát sinh. Cho nên, hắn không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu. Hai người rơi vào trầm mặc. Lạc Thanh Chu vốn định trò chuyện liên quan tới tu luyện, bất quá gặp vị tiền bối này đêm nay tựa hồ tâm sự rất nặng, cho nên cũng không dám nói thêm. Canh 4 thân ảnh xanh nhạt đột nhiên mở miệng nói trở về đi lạc thanh chu không dám dừng lại thêm chắp tay nói vậy vãn bối cáo lui đang muốn rời đi thân ảnh xanh nhạt tựa hồ do dự một chút đột nhiên hỏi người mà ngươi tối hôm qua hỏi ta thế nào lạc thanh chu cung kính nói tối hôm qua thổ huyết hôn mê bất quá nhìn tình huống hôm nay cũng không tệ lắm ban đêm còn ăn được chút cơm đêm nay ngủ như thế nào Thân ảnh xanh nhạt quay đầu nhìn hắn. Lạc Thanh Chu nói. Rất ngon. Ai ngờ thân ảnh xanh nhạt lại nhìn chầm chầm hắn nói. Nàng là tiểu di tử của ngươi, ngươi thế nào biết nàng ngủ rất ngon. Di tử, em vợ. Lạc Thanh Chu. Thân ảnh xanh nhạt trầm mặt một chút, nói. Phương pháp tối hôm qua ta nói, ngươi dùng chưa? Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp. Còn không có tình trạng của hắn hiện tại hẳn là còn không tính. Thân ảnh xanh nhạt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu lại chờ đợi trong chốc lát, cáo từ rời đi. Đợi thân ảnh hắn biến mất ở trong đêm tối phía xa, thân ảnh xanh nhạt lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Thanh Chu bay về tới tầng phủ, lại nhịn không được đi vườn hoa phía sau chỗ ở nhạc mẫu đại nhân nhìn thoáng qua. Thân ảnh đơn bạc kia vẫn như của một thân một mình, yên lặng ở nơi đó trồng hoa, sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt, dán ở trên gương mặt, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, váy áo trên người dính đầy bùn đất. Một vòng trăng tròn lộ ra nửa bên gò má từ bên trong tầng mây, len lén nhìn thiếu nữ cô độc mà cần cù bên dưới, dắt lên một tầng ánh sáng trong sáng cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tràn đầy mồ hôi của nàng. Chui bảo kiếm làm cho người sợ hãi vẫn như cũ đặt ở trên bùn đất, giống như chủ nhân của nó, yên tĩnh im ắng, vô cùng đơn giản lạc thanh chu lại nhìn một hồi lặng lẽ rời đi chẳng biết tại sao nhìn thiếu nữ kia cô tịch đơn bạc một thân một mình ở dưới ánh trăng bận rộn trong lòng hắn có chút khó chịu không hiểu trở lại nơi tần nhị tiểu thư ở ở trên nóc nhà chờ đợi một hồi xuyên thấu nóc nhà bay vào gian phòng bên trên giường mỹ nhân vị nhạc mẫu đại nhân kia vẫn ngủ ngon lành như cũ trên giường tần nhị tiểu thư hả trong âm thầm tần nhị tiểu thư vậy mà mở to hai mắt áp sát vào phía sau lưng hắn một tay nhỏ cầm tay của hắn miệng vậy mà đang cắn không đúng đang dán lên lỗ tai của hắn miệng giống như đang nhẹ giọng nỉ non cái gì đó lạc thanh chu giật mình bay đến chỗ gần âm thanh thiếu nữ nỉ non truyền đến tỷ phu vi mặt biết được ngươi đang vờ ngủ đúng hay không ngươi nếu còn không động vi mặt liền muốn cắn ngươi Mẫu thân ngủ thiếp đi. Tỷ phu, vi mặt không có lừa ngươi. Tỷ phu. Tỷ phu. Lạc thanh chu tung bay ở phía trên màn, nhìn gương mặt thiếu nữ xinh đẹp, nghe lời nói nỉ non của nàng, trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm mâu thuẫn. Thiếu nữ một mình dày vò trong chốc lát, tự hồ mệt mỏi, ôm hắn, trong bất tri bất giác lại ngủ thiếp đi. Lạc thanh chu lúc này mới hồn phách quay về cơ thể. Thân thể vẫn như cũ khó chịu, bất quá, đã trong phạm vi có thể khắc chế. Hắn đối mặt với vách tường, cảm thụ được thiếu nữ mềm mại cùng thở ra nhiệt khí sau lưng, không dám cử động, nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ miên man. Bóng đêm lặng yên trôi qua. Trời tờ mờ sáng. Tống Như Nguyệt ngủ ở bên trên giường mỹ nhân rốt cục tỉnh lại. Nàng rời giường, đi đến trước màn che ngăn cách thư phòng và buồn trong, an tĩnh nhìn vào trên giường. Một lúc lâu sau, thở dài một hơi bé không thể nghe quay người đi tới cửa nhẹ nhàng mở cửa rời đi lạc thanh chu lại chờ đợi trong chốc lát thấy nàng rời đi thật nhẹ nhàng lấy ra tay và chân của thiếu nữ lặng lẽ rời giường đi ra gian phòng thu nhi cùng châu nhi đã rời giường thu nhi gặp hắn ra ngoài từ bên trong nơi hẻo lánh lấy ra một chiếc giày đặt ở trước mặt hắn châu nhi thì từ bên ngoài bồn hoa kiếm về một cái khác đặt ở trước mặt hắn hai nha hoàng đều ăn ý ngậm miệng không nói gì Lạc Thanh Chu kỳ quái nhìn hai người một chút, sợ vị nhạc mẫu đại nhân kia lại trở về, không dám hỏi nhiều, lập tức mang giày, vội vàng rời đi. Thì ra là phu nhân ném. Hai nha hoàng thấy hắn ra cửa, nhìn nhau, thấp giọng nói. Vừa rồi các nàng ở trong sân tận mắt thấy phụ nhân lạnh mặt, gương mặt ghét bỏ dùng hai ngón tay mang theo một chiếc giày, giống như ném rác rưởi ném vào bên trong bồn hoa, lập tức nghênh ngang rời đi. Nguyên lai phu nhân đã sớm biết. Thu Nhi lẩm bẩm, Châu Nhi thở dài một hơi, thấp giọng nói. Trong lòng phu nhân thật ra rất mâu thuẫn, rất khó chịu. Nếu không phải thân thể tiểu thư. Ai? Hai nha hoàng thở dài không thôi. Sau khi Lạc Thanh Chu ra cửa, trong lòng suy nghĩ miên man, đi về chỗ ở. Đang đi đến chỗ hoặc đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới từ trên đường nhỏ đá cuội bên cạnh. Thân thể đơn bạc tinh tế, bộ dáng thanh lệ băng lãnh một thân váy xanh dính đầy bùn đất trên trán và trên mặt cũng dính bùn đất bên trên tóc dài rủ xuống sau lưng đen nhánh còn dính đầy vụn cỏ mấy sợi tóc mai bị mồ hôi thấm ướt lộn xộn dáng ở trên gương mặt của nàng nhìn có chút chật vật chỉ là bảo kiếm nắm ở trong tay vẫn như cũ làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác băng lãnh túc xác không thể tới gần thiếu nữ kia cũng nhìn thấy hắn hơi giật mình hai người bốn mắt nhìn nhau lúc trước nếu gặp tình cảnh này mỗi lần đều là lạc thanh chu tránh trước ánh mắt của nàng nhưng hôm nay lại là ánh mắt nàng tránh trước lập tức nàng bước nhanh hơn nắm chặt kiếm trong tay cúi đầu giống như chạy trốn bước nhanh đi ở phía trước lạc thanh chu sửng sốt một chút đuổi theo nói khẽ hạ thiền cô nương chờ một chút ta có lời hỏi ngươi thiếu nữ không chỉ có không có dừng bước lại ngược lại đột nhiên chạy hạ thiền cô nương lạc thanh chu đuổi theo mấy bước đành phải ngừng lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chạy cái gì chẳng lẽ cảm thấy chật vật như vậy có chút mất mặt thế nhưng dựa vào công sức hai tay của mình cần cù kiếm tiền có cái gì mất mặt bất quá thiếu nữ này da mặt mỏng ở trước mặt hắn lại một mực là hình tượng cao lãnh ngạo kiều hiện tại bị hắn nhìn thấy bộ dáng này hoàn toàn có chút xấu hổ lạc thanh chu không có nghĩ nhiều tiếp tục đi đến phía trước Lúc đi qua, Linh Thiền Nguyệt Cung đột nhiên nhìn thấy Bách Linh một thân váy phấn thanh tú động lòng người tựa ở cửa ra vào, cầm trong tay một đóa hoa tươi vừa hái, đang hiếp mắt hạnh phúc ngửi ngửi. Nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, xoay người lại, trực tiếp mở miệng hỏi. Cô gia, ngươi vừa mới gặp được Thiền Thiền, đúng không? Lạc Thanh Chu giật mình nói. Đúng vậy, nàng nói cho ngươi biết. Bách Linh nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt lộ ra hai cái lúng đồng tiền ngọt ngào không cần thiền thiền nói ta nhìn sắc mặt nàng đã có thể nhìn ra mặt mũi lạc thanh chu tràn đầy nghi hoặc bách linh cũng không có giải thích nhíu mày cười nói cô gia trời còn chưa có sáng ngươi sáng sớm đi đâu lại là từ đâu trở về lạc thanh chu đối mặt với ánh mắt nàng sáng tỏ lập tức có chút chột dạ thuận miệng nói tỉnh sớm cho nên dạo chơi khắp nơi bách linh nghe a à, một tiếng trên mặt mang theo ý cười cũng không tiếp tục hỏi nhiều sau một lúc lâu nàng lại đột nhiên hỏi đúng rồi cô gia tháng này ngươi suy nghĩ xem khi nào thì cùng phòng với tiểu thư đi nha lạc thanh chu sửng sốt một chút ánh mắt nhìn nàng một cái thật sâu dừng một chút nhìn chằm chầm con mắt của nàng nói hôm nay có thể chứ a à. bách linh nghe vậy sững sờ tự hồ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị lạc thanh chu nói không được sao bách linh trầm ngâm một chút có chút khó khăn nói cũng không phải không thể chỉ là chỉ tối hôm qua tiểu thư hơi mệt chút vậy không nên hỏi ta hỏi tiểu thư nhà ngươi là được lạc thanh chu nói xong phất phất tay bước nhanh rời đi dục vọng sao động bất an trong cơ thể hắn vẫn không có biến mất trước đó ở chỗ tầng nhị tiểu thư nơi đó là đang cố gắng khắc chế nhưng vừa mới nhìn thấy thiếu nữ kiều diễm như bách linh được rồi về trước đi tắm một lần nước lạnh, ngủ một giấc lại nói. Liên tục giày vò hai đêm, hắn thật sự có chút mệt mỏi. Xế chiều hôm nay còn có việc. Bách Linh thấy hắn đi xa, đứng trước cửa ra vào do dự một chút, quay người về tới trong phòng. Trong phòng, khói nóng mờ mịt. Trong thùng gỗ, Hạ Thiền đang an tĩnh tắm rửa. Bách Linh đi tới cửa, gõ cửa một cái, đẩy cửa đi vào, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ thanh thuần non nớt cùng vai thiếu nữ tuyết trắng trong sương mù một hồi đi qua nói khẽ thiền thiền vừa rồi ta hỏi cô gia cô gia nhìn thật rất gấp giống như nhịn không nổi thiếu nữ trong thùng đang xoa tắm mái tóc dài đen nhánh động tác đột nhiên dừng lại bên trong con ngươi băng lãnh lộ ra một vẻ do dự khụ khụ thiền thiền tối hôm qua ngươi mệt mỏi một đêm chờ một lúc tắm rửa xong thì đi nghỉ ngơi sớm đi không nên suy nghĩ lung tung. Cái kia, chúng ta là hảo tỉ muội đúng không? Thật ra có một số việc, ha ha, ngươi hoàn toàn có thể giao cho ta. Ngươi yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt không lười biến. Mặt mũi bách linh tràn đầy thành thẩn. Soạt, soạt, soạt. Trong tiểu viện, thân thể tiểu điệp nhỏ nhắn xinh xắn đang ôm cây chổi quét rác. Tiểu nha đầu mặc chiếc váy màu xanh biếc, trên đầu có mấy bím tóc dễ thương bộ dáng xinh xắn đáng yêu miệng thì đang hát từ cúc mới học được không biết học được từ nha hoàng nào nhìn tâm tình rất không tệ lạc thanh chu tiến vào sân nhỏ im lặng đến tiếp cận sau lưng của nàng ngay khi nàng ôm cây chổi để gần vào trong ngực đột nhiên giang hai cánh tay đem nàng bế lên tiểu nha đầu ta kinh ngạc thốt lên một tiếng vứt bỏ cây chổi trong tay bị hù hoa dung thất sắc bất quá rất nhanh kịp phản ứng ô ô Công tử, người hù chết người ta." Lạc Thanh Chu ôm nàng, đứng trong tiểu viện quay vài vòng, để nàng xuống, cười nói. "Tối hôm qua bản công tử không có trở về, ngươi còn vui vẻ như thế." Tiểu Điệp xoay người lại, thân mật ôm cánh tay của hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói. "Công tử, Thu Nhi tỷ tỷ sớm tới tìm nói cho nô tỳ, nói thân thể nhị tiểu thư tốt hơn nhiều, nói đều là công lao của công tử." Thu Nhi tỷ tỷ còn tán dương công tử là đại tài tử người lại tốt, còn rất hâm mộ nói nô tỳ có phúc khí, hì hì. Sắc mặt Lạc Thanh Chu cứng một chút, có chút chột dạ nói. Thu Nhi cô nương có nói ta thế nào giúp nhị tiểu thư chữa khỏi thân thể hay không? Tiểu Điệp gật đầu nói. Nói chứ, Thu Nhi tỷ tỷ nói, công tử làm thi từ, kể chuyện xưa cho nhị tiểu thư, tâm tình nhị tiểu thư rất tốt, bệnh liền tốt lên. Lạc Thanh Chu nghe xong, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, cười cười, đưa tay sờ lên đầu của nàng nói, "Tốt, ngươi tiếp tục làm việc. Ta trở về phòng đi ngủ một chút, tối hôm qua một đêm không ngủ đây." Tiểu Điệp khéo léo nói, "Vậy công tử nhanh đi ngủ, nô tỳ chờ một lúc đóng cửa lại, sẽ không có người quấy rầy công tử." Lạc Thanh chu vào phòng. Vốn định tắm nước lạnh, bất quá ngại phiền phức, trực tiếp cởi đồ lên giường đi ngủ. Đợi đến trời tối lại đi trong hồ tắm nước nóng thì tốt hơn nằm xuống không lâu cảm giác mụ mị đánh tới rất nhanh liền vào mộng đẹp tiểu điệp quét sạch sạch sẽ mọi thứ ở nội viện thu thập một phen đều kiểm tra hết thảy một lần ra cửa tiếp tục đi học tập tối hôm qua công tử đột nhiên đề nghị để nàng cảm thấy nàng nên học tập chế tác quần áo đến lúc đó vô luận công tử thích dạng gì nàng đều có thể làm được công tử nhất định sẽ rất vui vẻ sau khi nàng rời đi không lâu then cửa đã cài chặt vào sau cửa ở bên trong đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra lập tức một thân ảnh đi vào cửa sau một lần nữa đóng lại khóa lại đạo thân ảnh tiến lên rất im ắng xe nhẹ đường quen vào phòng mở cửa phòng ra đi vào gian phòng sau đó đứng ở bên giường nhìn người ngủ say trên giường một cổ mùi thơm nhàn nhạt từ trên người nàng phiêu tán bà ra chui vào trong lỗ mũi người trên giường thiếu nữ đứng ở trước giường An tĩnh nhìn hắn. Sau một lúc lâu, nàng cởi dây thắt lưng ở giữa cái eo nhỏ nhắn, trút bỏ chiếc váy trên người, chỉ mặc một áo lót nhỏ lên giường, chui vào trong chăn, dính sát vào trong ngực của hắn. Nàng ôm hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn hắn. Nhìn một hồi, hôn lên. Sau đó, cởi bỏ y phục của hắn. Xoạt. Hai bên màn kéo đột nhiên rơi xuống, che khuất cảnh sắc trên giường. Lạc Thanh Chu lại mơ một giấc mộng, một giấc mộng dài đằng đẵng, tuyệt không thể tả. Ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ. Một vòng mặt trời mới mọc lên cao từ núi xanh ngoài thành, đem ấm áp cùng ánh nắng một lần nữa rải đầy mặt đất. Tuyết động ở toàn thành bắt đầu tan chảy. Khoảng cách trưởng công chúa vào thành còn có thời gian hai ngày. Một ngày này, một công tử có vài phần tài tử nhà họ Tống, một trong tứ đại gia tộc mặt thành. Tống Chinh Minh mời các tài tử, tài nữ gia tộc khác đi uyên ương lâu, đứng trên cao nhìn ra xa, tại chỗ làm ra một bài thi từ khiến cho tài tử, tài nữ có mặt ở đây tán thưởng không thôi. Chinh Minh Huynh quả nhiên tài hoa hơn người, bội phục, bội phục. Lúc mới vừa tới, nghe Chinh Minh Huynh nói, hắn gần đây dốc hết tâm huyết viết mấy bài thơ từ, đang lúc trao chút sửa chữa, không biết chúng ta khi nào mới có thể nhìn một lần cho thỏa mãn. Ha ha ha, không vội, không vội. Mấy bài thơ từ này thế nhưng là chuyên chuẩn bị cho trưởng công chúa, lúc đó mới hảo hảo cân nhắc một chút. Tống Chinh Minh đang nghe truyện trên TV audio CV tươi cười đầy mặt. Yến hội kết thúc, hắn kéo hai tên hảo hữu đi vào trong phủ, trong lúc trò chuyện hăng say, lại cho bọn hắn nhìn xem một bài tiểu từ khác mà hắn viết. Hai người kia nhìn xong đều vỗ bàn tán dương, kinh tháng không thôi, tại chỗ tinh phục. Các gia tộc khác mặt thành đều đang tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật lần này đưa cho trưởng công chúa không thể quá xa xỉ, nhưng nhất định phải có tâm ý. Đám lái buôn, dân chúng nội thành cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Hai bên đường phố, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Trên tường thành nội thành ngoại thành đều treo đầy đèn màu, còn chưa ăn Tết lại có không khí của ngày Tết. Mọi người ở đầu đường hẻm nhỏ, đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn thảo luận chuyện này. Vô luận là quan lại quyền quý hay là người giàu, người nghèo, đều tràn đầy chờ mong đối với việc trưởng công chúa đến đây nghe nói để ăn mừng trưởng công chúa đến phủ thành chủ sẽ mở kho lúa cho thóc gạo tất cả nhà cùng khổ ngoại thành đều có thể đi nhận đồng thời nội thành sẽ mở ra chợ đêm ban ngày ban đêm không ngừng kinh doanh tất cả tiểu thương cùng bách tính đều có thể bày quầy bán hàng mua bán trong chợ đêm đối với tất cả mọi người mạc thành mà nói mấy ngày trưởng công chúa đến sẽ là một trận cùng hoang và ăn tết càng lớn hơn cả tết nguyên tiêu lúc này khi các gia tộc khác náo nhiệt cùng hưng phấn Tần phủ lộ ra quá mức thanh lãnh và bình tĩnh Ngoại trừ tống như nguyệt phí hết tâm tư muốn chuẩn bị một chút lễ vật xem là tạm được ra Những người khác trong tần phủ tự hồ cũng không có quá để ý chuyện này Sáng sớm Sau khi tần nhị tiểu thư tỉnh lại Nhìn chăn mình bên cạnh trống không Ngay người hồi lâu được thu nhi phục thị xuống giường Thu nhi thấp giọng nói Trời còn chưa sáng Sau khi phu nhân vừa đi không lâu cô gia liền rời đi Còn có tiểu thư phu nhân cũng đã biết cô gia tối hôm qua ở chỗ này phu nhân còn lấy một chiếc giày của cô gia ném ra ngoài đây còn có khuya ngày hôm trước tần vi mặt nghe những chuyện này sắc mặt bình tĩnh ôn nhu nói ta đã biết dấu ấn của cái bát trên bàn khuya ngày hôm trước thật ra đã bại lộ thu nhi ngươi ra ngoài đi ta viết chữ một lát đừng cho bất kỳ kẻ nào tiến vào tiểu thư ngươi còn chưa có ăn cơm đây Ta không đói bụng, ra ngoài đi." Thu Nhi đành phải đáp ứng một tiếng, lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Tần Vi mặc nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, sau đó từ dưới gối đầu lấy ra quyển giấy tuyên kia, đi tới trước cửa sổ ngồi xuống bên cạnh bàn, mở ra giấy tuyên đặt ở phía trên, lại lần nữa cầm một tấm giấy tuyên trống không, đặt ở phía dưới. Lấy nghiêng, mài mực cầm bút, bắt đầu sao chép. "Tỷ phu đã vì Tần gia chúng ta mà làm nhiều như vậy, lần này không thể lại để cho hắn mạo hiểm. Dù sao thời gian của ta đã không nhiều, lần này, để ta ra mặt đi. Tay mềm của nàng cầm bút, vung mực sao chép, từng chữ nhỏ xinh đẹp mềm mại rất nhanh hiện đầy cả mặt giấy. Nhìn chữ viết trên giấy, tài tình hơn người, trong lòng của nàng, càng ngày càng cảm thấy tỷ phu không cần phải chịu tuổi nhục như vậy. Tỷ phu tài hoa, không thể thấp hơn những quan trạng nguyên trước kia. Đáng tiếc, tỷ phu nếu không phải đến ở rễ tần phủ chúng ta nếu là được sinh ra ở nhà khác chỉ sợ sớm đã danh chấn văn đàn thiếu nữ thở dài trong lòng sao chép trong chốc lát nàng thở gấp hồng hộc cảm thấy toàn thân bất lực nàng để xuống bút mực nghỉ ngơi một lúc đưa mắt nhìn lại những chữ những câu ở trên giấy trong đầu kìm lòng không được lại hiện ra khuôn mặt thanh tú ôn nhu của tỷ phu sau đó nàng nghĩ tới từng màn từng cảnh tối hôm qua và tối hôm trước hai người ngủ ở cùng nhau nếu là người khác, chỉ sợ sẽ thừa cơ khi dễ ta, thế nhưng tỷ phu. Nếu là người khác, ta cũng sẽ không để hắn vào bên trong. Tỷ phu là chính nhân quân tử, người hảo tâm tốt, đối xử với ta ôn nhu như vậy, còn cứu tính mạng ta trên thuyền, ta đương nhiên tin tưởng tỷ phu. Thế nhưng, tỷ phu cũng quá chính nhân quân tử. Hay là nói, ta đối với tỷ phu mà nói, căn bản cũng không có một chút lực hấp dẫn nào. Đúng thế. Ta nào sánh được tỷ tỷ, cho dù Bách Linh cũng đáng yêu hơn xa ta. Ta ốm yếu, thân thể lại yếu, tỷ phu mới không muốn đụng ta, cũng không dám đụng ta. Thiếu nữ ngồi ở bên cạnh bàn, suy nghĩ miên man. Đợi nàng lấy lại tinh thần, đã là buổi trưa. Thu Nhi gõ cửa, ở bên ngoài nhẹ giọng khuyên nhủ. Tiểu thư, nên ăn một chút gì đi, nếu không thân thể chịu không nổi. Thiếu nữ thở dài một cái bé không thể nghe, nhẹ nhàng nói nói. Thu Nhi, tỷ phu hôm nay sẽ còn tới không? Thu Nhi ở bên ngoài không biết nên trả lời như thế nào. Châu Nhi bên cạnh lập tức nói: "Tiểu thư, cô gia hôm nay sẽ đến, nô tỳ đi gọi hắn." Thiếu nữ vội vàng lên tiếng. "Châu Nhi, đừng. Tỷ phu hiện tại chắc còn đang ngủ, tối hôm qua hắn ngủ không được ngon giấc, để hắn ngủ thêm một hồi đi. Hai ngày nay tỷ phu một mực bồi tiếp ta, cũng không có nghỉ ngơi tốt." cũng không có thời gian đọc sách, ta không thể quấy rầy hắn. Châu Nhi nói: tiểu thư ăn cơm trước, nô tỳ tối nay lại đi. Thiếu nữ trầm mặt một chút, nhìn thoáng qua bút mực trên bàn, thấp giọng nói: a, vậy ăn cơm trước, chờ tối nay. nàng không có nói thêm gì, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Thu Nhi đẩy cửa ra, bưng đồ ăn đi đến, đặt ở trên mặt bàn. Châu Nhi tiến đến, đỡ lấy nàng, đi tới trước bàn ăn hai nha hoàng một trái một phải hầu hạ nàng ăn cơm thế nhưng nàng không có bất kỳ khẩu vị gì trong lòng trong mắt trong đầu tràn đầy bóng dáng của tỷ phu tần vi mặt ơi tần vi mặt ngươi thật không có tiền đồ tỷ phu đều chướng mắt ngươi đây ngủ ở cùng một chỗ đều không động vào ngươi không lén lút khi dễ ngươi thiếu nữ thì thào trong lòng có chút chua xót cùng ủy khuất cùng lúc đó trong một tòa tiểu viện khác yên tĩnh im ắng trong phòng cửa sổ đóng chặt. Lạc Thanh Chu nằm ở trên giường, vẫn như cũ ngủ ngon, trên mặt lộ ra ý cười hài lòng hạnh phúc. Chăn mền nhẹ nhàng xốc lên. Một chân ngọc tuyết trắng tiêm tú của thiếu nữ đưa ra ngoài. Lập tức, một cặp đùi ngọc duyên dáng thẳng tắp hiện ra. Tiếp đó là thân ảnh của một thiếu nữ xuống giường, bắt đầu ở trước giường mặc áo, vớ giày. Sau khi mặc xong các loại quần áo, thiếu nữ chăm chú kiểm tra một chút, trên giường dưới giường, cũng không lộ chút sơ hở. Nàng lúc này mới đứng trước giường, an tĩnh nhìn người đang ngủ say trên giường. Nhìn hồi lâu, nàng chậm rãi cúi đầu xuống, tiến đến chỗ gần, nhẹ nhàng hôn môi của hắn, cái mũi, cái trán một chút. Sau đó giúp hắn đắp thêm chăn mềm, lặng yên rời đi. Lúc đi tới cửa, hai chân thiếu nữ đột nhiên mềm nhũng, kém chút ngã rầm trên mặt đất. Nàng viện vách tường, từ từ mở ra cửa, đi ra ngoài cửa phòng lặng yên đóng lại. Trong phòng, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Giống như chưa hề có người đi qua. Thiếu nữ đi ra từ trong nhà, tắm dưới ánh mặt trời buổi trưa, trên gương mặt thanh lệ được ánh nắng chiếu rọi vẫn như củ lưu lại đỏ ửng mê người khi vừa kết thúc giao hoang, như hoa tươi nở rộ mê người. Nàng đứng ở hậu viện một hồi, khôi phục một chút thể lực, mới từ cửa sau rời đi. Nàng muốn trở về ngủ bù. Đêm nay, nàng còn muốn đi cố gắng kiếm tiền. Vừa rồi nàng lại khi dễ hắn, còn khi dễ lâu như vậy, cho nên nàng muốn đền bù hắn. Nàng nhất định phải cố gắng kiếm nhiều tiền hơn. Đến lúc đó, đều cho hắn. Buổi chiều, giờ mùi. Lạc Thanh Chu tỉnh lại, phát hiện có chút không đúng. Cổ khí tức nóng rực sao động bất an trong cơ thể kia tựa hồ toàn bộ biến mất. Toàn bộ thân thể không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, mà trạng thái tựa hồ càng trở nên tốt hơn. Thần thanh khí sản, rất dễ chịu. Hắn vén chăn lên, đang muốn rời giường, đột nhiên ngửi được một cổ mùi thơm quen thuộc. Đồng thời, hắn thấy được một sợi tóc thật dài trong chăn. Ở trên giường sửng sốt nửa ngày, hắn mặc quần áo rời giường. Rửa sạch xong, ra cửa. Chuyện ngày hôm qua còn không có làm xong, hôm nay hắn còn muốn đi đến tầng nhị tiểu thư nơi đó, viết một vài thứ lúc đi qua linh thiền nguyệt cung cửa sân đột nhiên mở ra bách linh vừa muốn ra nhìn thấy hắn sửng sốt một chút lập tức lại lui trở về ầm uhm. cửa sân lại lần nữa đóng lại lạc thanh chu dừng bước nhìn chầm chầm cửa đang đóng kín một hồi đi tới cửa nói bách linh tặng ngươi một lễ vật vừa mới dứt lời cửa sân lại kẹt kẹt một tiếng lần nữa mở ra bách linh mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi Cô gia, lễ vật gì? Ngươi chuyên môn mua cho ta sao? Ngoại trừ ta, còn mua cho người khác không? Lạc Thanh Chu nói. Cũng chỉ có ngươi có. Bách Linh lập tức mặt mày hớn hở, trên mặt lộ ra hai cái lúng đồng tiền ngọt ngào, vương tay nhỏ vui vẻ nói. Cô gia thật tốt, nhanh cho ta. Lạc Thanh Chu lấy ra một sợi tóc từ trong túi, đặt ở lòng bàn tay của nàng. Lập tức, quay người rời đi nụ cười trên mặt bách linh lập tức cứng ngắc nhìn chằm chằm tóc trong tay sửng sốt mấy giây nhìn bóng lưng của hắn rời đi mà dậm chân nói thối cô gia ai muốn tóc của ngươi quỷ hẹp hòi về sau đừng nghĩ lại khi dễ người ta hừ một lát sau nàng về tới trong phòng tức giận nói với thiếu nữ đang ngủ trên giường cô gia thật nhỏ mọn vậy mà đưa cho người ta một sợi tóc còn nói để người ta luôn để nó ở trên người nói gặp tóc như gặp người, người ta mới không có thèm đâu. Nói rồi, ở ngay trước mặt thiếu nữ trên giường, lấy sợi tóc nhét vào trong ngực, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý nho nhỏ. Hạ Thiền nằm ở trên giường, mở mắt nhìn nàng, dừng một chút, sờ soạn một sợi tóc xuống từ trên đầu, đưa ra cho nàng. Bách Linh nhìn tóc trong tay nàng sửng sốt một chút, lập tức cười nhạo. Ai muốn tóc của ngươi, làm như người ta không có. Lập tức quay người rời đi, miệng đắc ý nói người ta nơi này không chỉ có tóc của mình còn có tóc của cô da đây nói xong ra khỏi gian phòng ở bên ngoài vui vẻ kẻ hát thiếu nữ nằm ở trên giường rung lên một hồi lại lần nữa nhắm mắt lại bá bá thời tiết thay đổi rất nhanh hôm qua vẫn là tuyết lớn hôm nay đã là ánh nắng tươi sáng tuyết động trong viện bắt đầu hòa tan châu nhi đang cầm cây chổi quét sạch tuyết động trong đình viện nàng quyết định chờ một lát sẽ đi gọi tên kia tới nếu không tiểu thư cơm cũng ăn không vào sách cũng nhìn không vào trong lòng cũng không vui ai thật không biết tên kia có gì tốt đang lúc nghĩ ngợi đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân đến gần ngẩng đầu nhìn lại dưới ánh mặt trời sáng rỡ một thân ảnh cao ráo nho nhã xuất hiện gương mặt gò má thanh tú tuấn mỹ đôi mắt sáng tỏ ôm nhu châu nhi cô nương nhị tiểu thư dậy chưa thiếu niên người mặc nho bào rộng nhẹ giọng hỏi, âm thanh càng ôn nhuận như ngọc. Châu Nhi ngây ngốc một chút, giật mình tỉnh lại, vội vàng nói: "Ừm, um, cô gia, tiểu thư buổi trưa đã dậy, hiện tại đang viết chữ. Cô gia mau vào đi." Thiếu niên mỉm cười, khích lệ nói: "Châu Nhi cô nương thật chịu khó." Nói xong, đi về phía phòng. Châu Nhi thất thần đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn, cũng không biết gương mặt thế mà đỏ bừng. "Cô gia thật tuấn" khó trách tiểu thư bị mê thần hồn điên đảo. Ngay cả Thu Nhi cũng hầu như cố ý dẫn dụ tiểu điệp trò chuyện về cô gia. Tiểu nha hoàng đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ. Lạc Thanh Chu đi vào phòng. Thu Nhi nhìn thấy hắn, cười cười, vội vàng đi đến cửa thư phòng gõ cửa một cái, nói khẽ. Tiểu thư, cô gia tới. Tần vi mặt đang ngẩn người trước bàn dài, nghe được tiếng nói, hai con ngươi lập tức sáng lên, đứng lên. Thu Nhi ở ngoài cửa ra vào ngồi xuống nói. Cô gia, nô tỳ cởi giày cho ngươi. Lạc Thanh Chu đang muốn nói không cần, hai tay tiểu nha hoàng đã ôm chân của hắn, bắt đầu cởi cho hắn. Tạ ơn Thu Nhi cô nương. Cô gia khách khí, đây là việc nô tỳ phải làm. Thu Nhi cất kỹ giày, cười đẩy cửa phòng ra. Lúc này, Châu Nhi từ đi vào cửa vạch trần nàng. Thu Nhi, phu nhân và nhị công tử tới, đều không thấy ngươi cởi giày cho bọn hắn đây. Thu Nhi vội nói. Phu nhân có Mai Nhi hỗ trợ, nhị công tử lại không đi vào, tại sao ta phải giúp công tử cởi? Đợi Lạc Thanh Chu vào trong nhà, cửa phòng đóng lại, Châu Nhi hừ lạnh. Ta thấy ngươi chính là thèm thân thể cô gia. Đừng nói bậy, cẩn thận bị cô gia nghe được. Ta muốn nói đấy, ngươi cả ngày vụn trộm hỏi tiểu điệp về chuyện của cô gia, đừng cho rằng ta không biết ta là vì tiểu thư. Vậy ngươi tối hôm qua nằm mơ ôm ta, hai chân kẹp lấy ta, miệng một mực hô hào cô gia cô gia, cũng là vì tiểu thư. Ngươi nói bậy. Ta không có. Ngươi có. Ta muốn nói cho cô gia biết, nói ngươi mỗi lúc trời tối đều nằm mơ muốn thị tẩm cho cô gia. Ưm. Ừ. Thu nhi một tay bịt miệng của nàng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ gấp gáp mà kéo nàng ra ngoài. Lạc thanh chu tiến vào thư phòng đi tới trước bàn, cúi đầu nhìn thoáng qua chữ nhỏ xinh đẹp lít nha lít nhít trên bàn, nhìn thiếu nữ yếu đuối trước mắt, nói Nhị tiểu thư, ngươi đang sao chép? Tần vi mặt thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn, một lần nữa chậm rãi ngồi xuống, ôm nhu nói Tỷ phu, hôm nay ngươi đọc, vi mặt viết cho Lạc thanh chu trầm mặt một chút, cầm lên cục mực nói Được. Tần vi mặt ngẩng đầu nhìn hắn nói. Tỷ phu, sáng nay ngươi đi khi nào? Lạc Thanh Chu nhìn chữ nhỏ xinh đẹp trên giấy tuyên nói. Trời vừa sáng, sau khi phu nhân đi ta liền đi. Tỷ phu, tối hôm qua. Đúng rồi nhị tiểu thư, lấy thêm một quyển giấy tuyên đi, thi từ hôm trước và ngày hôm qua, ngươi cần một lần nữa viết lại. Tần Vi mặt thấy hắn không chịu nhắc lại chuyện tối ngày hôm qua, đành phải ngậm miệng, cầm qua một quyển giấy tuyên sạch sẽ từ bên cạnh. Nhị tiểu thư, ta đọc, ngươi viết Đề một mỗi bài thơ từ, chính ngươi xem viết là được. Còn tính danh. Tần vi mặt mở rộng giấy tuyên, cầm viết, chấm mực ngưng thần, ôm nhu nói. Tỷ phu, đọc đi. Lạc thanh chu nhẹ gật đầu, một lần nữa đọc lại thi từ làm trong hôm trước và hôm qua. Sau khi thiếu nữ viết xong tất cả thi từ. Lạc thanh chu lại nói. Hôm nay sẽ viết tiếp hai hồi, tam quốc diễn nghĩa đi, số chữ có chút nhiều, nhị tiểu thư nếu mệt, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Dừng một chút, hắn lại nói. Đúng rồi nhị tiểu thư, trí nhớ ngươi như thế nào? Nếu ta để cho ngươi viết xuống thơ từ mới, ngươi trong hai ngày có thể nhớ hết không? Tần vi mặt giật mình, cười nói. Nếu là tỷ phu làm, mặc kệ nhiều hay ít, vi mặt đều có thể nhớ. Lạc thanh chu không khỏi nói. Nhị tiểu thư quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc, thân là thân nữ nhi, không thể tham gia khoa cử. Tần Vi mặt mỉm cười, cúi đầu nhìn bút mực trên giấy tuyên nói. Cho dù có thể đi thi khoa cử, Vi mặt cũng không có tâm tư kia. Vi mặt thích thanh tịnh, không thích quan trường. Lạc Thanh Chu cười nói. Điều này cũng đúng, Tần Nhị Tiểu Thư chỉ thích an tĩnh, sao có thể tiến vào loại địa phương ô uế ồn ào náo động kia, không xứng. Tần Vi mặt che miệng cười một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn hắn nói. Tỷ phu, lời này cũng không thể nói lung tung, nếu truyền đi, người ta làm quan cũng không thuận đâu. Mà tỷ phu về sau khoa cử cao trung, không phải cũng muốn làm quan sao? Lạc Thanh Chu trầm mặt một chút, nói. Cũng không nhất định. Ánh mắt tần vi mặt ôm nhu mà nhìn hắn, nói khẽ. Tỷ phu, thật ra không làm quan, tìm một địa phương không có ai. Có hoa có cỏ, có ăn, có ở, yên lặng, thật ra rất tốt. Lạc Thanh Chu nói. Thái Cúc Đông Ly Hạ, dù nhiên kiến nam sơn sao nhị tiểu thư thích chỗ như vậy tần vi mặt giật mình Hái cúc tỷ phu bài thơ này lạc thanh chu cười cười cầm qua cây bút từ trong tay nàng lại lấy một trang giấy tuyên trống không từ bên cạnh nói bài thơ này nhị tiểu thư giữ lại nói xong hắn chấm mực múa bút viết cả nguyên bài thơ xuống tần vi mặt ngưng mắt nhìn miệng nhẹ giọng nói kết lư tại nhân cảnh nhi vô sa mã huyên vấn quân hà năng nhĩ tâm viễn địa tự thiên thái cúc đông ly hạ du nhiên kiến nam sơn sơn khí nhật tịch giai phi điểu tương giữ hoàng thử hoàng hữu chân ý dục điện dĩ vong ngôn ẩm tử kỳ của tào điềm cất nhà trong cảnh nhân gian ngựa xe chẳng vướng bụi trần vào đây hỏi ông sao được như vậy tâm hồn cao viễn đất này hẹp thôi trào đông hái cúc chiều nay Xa trông thấy núi Nam ngay trước nhà. Đẹp thay sắc núi chiều tà. Đàn chim về tổ la đà cánh bay. Bao chân ý, cảnh sắc này. Muốn tìm ngôn ngữ giải bày, lại quên. Đọc một hồi, ánh mắt nàng si ngốc, trong mắt lộ ra vẻ hướng tới. Lạc thanh chu viết xong, để bút xuống, làm khô mực nước phía trên, đưa cho nàng, nói. Mặc dù cuộc sống như vậy rất tốt đẹp, nhưng thật ra rất mệt mỏi, mà lại cũng rất cô độc người lớn tuổi hoặc là người bi quan chán đời, có lẽ mới thích. Tần Vi mặc tiếp nhận bài thơ, lại kinh ngạc nhìn một lần, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Tỷ phu, cuộc sống như vậy, thật ra, nếu có một người tri tâm bồi tiếp, vẫn rất tốt. Vi mặc thật rất yêu thích. Lạc Thanh Chu tránh đi ánh mắt của nàng, nói. Nhị tiểu thư, chúng ta tiếp tục viết cố sự đi. Tần Vi mặc lại nhìn hắn chầm chầm trong chốc lát, thu hồi ánh mắt, có chút cúi đầu nói. Được. Lập tức cầm bút mực lên, miệng lại nhỏ giọng nói thầm. Tỷ phu thật nhát gan. Lạc Thanh Chu giả bộ như không có nghe thấy, tiếp tục đọc cố sự. Sau khi viết xong hai hồi của cố sự, Lạc Thanh Chu lại đọc mấy bài thơ từ. Sau khi làm xong, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, sắc trời bên ngoài cũng không biết từ bao giờ đã tối đen. Lạc Thanh Chu không dám dừng lại thêm, cáo từ nói. Nhị tiểu thư ngươi giữ kỹ những thứ này trời đã không còn sớm ta còn muốn trở về đọc sách mấy ngày nay cũng không có đọc sách trong lòng luôn cảm giác thiếu một chút gì đó tần vi mặc nghe hắn nói như vậy mặc dù trong lòng rất không nở lại không dám giữ lại đành phải đứng lên ôm nhu mà nhìn hắn nói tỷ phu cảm ơn ngươi lạc thanh chu biết được nàng vì sao nói lời cảm tạ vì chính nàng cũng vì tần phủ nhưng thật ra Lạc Thanh Chu làm hết thảy cũng là vì chính hắn. Tần phủ không còn, hắn và tiểu điệp chỉ sợ rất nhanh liền không còn. Huống chi, nơi này có nhiều người đáng yêu như vậy. Hắn cũng không bỏ được. Nhị tiểu thư, nghỉ ngơi sớm, ngày mai nếu có thời gian, ta sẽ lại tới. Lạc Thanh Chu cáo từ rời đi. Lúc đi ra khỏi cửa, Thu Nhi vội vàng cầm giày của hắn, ngồi sổng xuống ôm chân của hắn, giúp hắn xỏ giày vào. Lạc Thanh Chu nhịn không được nói. Thu Nhi cô nương, lần sau tự ta xỏ là được. Thu Nhi giúp hắn mang xong, đứng lên cười nói. Như vậy sao được, cô gia vất vả đến kể chuyện xưa cho tiểu thư nhà ta, đồ tiểu thư nhà ta vui vẻ, nô tỳ cũng không dám lười biếng. Lạc Thanh Chu cười cười, đi ra cửa. Châu Nhi đi ra từ bên cạnh gian phòng, hừ lạnh nói. Nói là vì tiểu thư, còn không phải mình thèm thân thể cô gia muốn thừa cơ ôm chân cô gia một chút. Châu Nhi chết dầm kia, lại nói bậy ta xé nát miệng của ngươi. Ai nha, tiểu thư, Thu Nhi thẹn quá thành giận. Thu Nhi muốn làm tiểu nha đầu động phòng của cô gia, tiểu thư người cho phép không? Lại nói bậy. Ha ha ha. Hai tiểu nha hoàng ở bên ngoài náo trò. Trong phòng, thiếu nữ yếu đuối một thân váy áo trắng thuần an tĩnh đứng phía trước cửa sổ, nhìn thân ảnh biến mất khỏi cửa ra vào, thần sắc kinh ngạc một lúc lâu sau khẽ thở dài một tiếng miệng thì thào độc lấy hái cúc đông dưới rào khoan thai gặp nam sơn tỷ phu cùng một chỗ không tốt sao lạc thanh chu ra cửa trong lòng suy nghĩ đủ chuyện đi về phía trước lúc sắp đi đến linh thiền nguyệt cung đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh xinh đẹp quen thuộc mặc váy áo vải thô màu đen nắm trong tay một thanh kiếm từ trên đường phía trước đi tới hai người bốn mắt nhìn nhau thân ảnh kia sửng sốt một chút lập tức cúi đầu bước nhanh hơn trong tay nắm thật chặt chui kiếm lạc thanh chu dừng bước khi hai người đối mặt nhau hắn đột nhiên nói hạ thiền cô nương nếu như ngươi rất cần tiền thiếu nữ đột nhiên dừng bước dừng một chút quay đầu nhìn hắn hai con ngươi lạnh như băng nói ta có tiền ngừng một chút lại băng lãnh tăng thêm một chữ nhiều lạc thanh chu nhún vai không tiếp tục lắm miệng. Gương mặt thiếu nữ xinh đẹp băng lãnh, nắm chặt kiếm, bước nhanh rời đi. Lạc Thanh Chu nhìn thân ảnh nàng đơn bạc nhỏ yếu dần dần đi xa, trong đầu không khỏi nghĩ tới một màn nhìn thấy tối hôm qua, chẳng biết tại sao, trong lòng lại dâng lên một trận khó chịu không hiểu. Đi trên đường trở về. Trong lòng hắn nói thầm, dù sao đêm nay không có chuyện gì, chờ một lúc cơm nước xong xuôi, đi giúp nàng trồng hoa, thuận tiện nhìn tứ tứ và tây tây một chút nghĩ đến tứ tứ và tây tây, hắn liền nghĩ tới một màn đầy trời tuyết lớn, trong hẻm nhỏ yên lặng không người, hai đứa ăn mày nhỏ bé đói khổ lạnh lẽo ở một chỗ ôm nhau, trung trung rẫy rẫy trong gió tuyết đang gào thét, chờ đợi tử vong. Hắn lúc trước chỉ cứu được bọn hắn mấy ngày, nhưng người nào đó bên trong tầng phủ lại cứu được bọn hắn cả một đời, thật là trùng hợp sao? hiển nhiên cũng không phải. Lạc Thanh Chu trở lại tiểu viện nhìn thấy tiểu điệp đang đứng phía trước cửa sổ trong phòng, cầm trong tay một cây kéo, mở to hai mắt, rất chú tâm cắt may một cái yếm trong tay. Bộ phận cái yếm che khuất phần bụng đã bị cắt đi. Phần ở giữa cũng bị cắt bớt, chỉ còn lại có một sợi dây bố tinh tế liên tiếp nhau. Đã rất giống như vật gì đó. Thấy hắn trở về, tiểu nha đầu sửng sốt một chút, lập tức ca kinh ngạc thốt lên một tiếng, cuốn quyết giấu cái yếm cùng cái kéo trong tay ở sau lưng, khuôn mặt nhỏ lập tức bá đỏ bừng bữa tối rất phong phú ngoài gà vịt thịt cá ra giống như thiếu món gì đó canh xương hầm đêm nay không có canh xương hầm thuốc bắc thật ra từ tối hôm qua tần nhị tiểu thư đọc tên mấy vị thuốc đông y bộ dáng xấu hổ cùng với việc thân thể hắn có đủ loại phản ứng hắn đã đoán được cái gì nhưng có đôi khi người hồ đồ một chút vẫn tương đối tốt một khi nói ra tất cả mọi người đều khó xử nếu như đối phương là người cực kỳ sĩ diện có quyền thế tính tình lại không tốt vậy càng không xong ăn xong cơm tối hai chủ tớ cầm y phục thừa dịp đêm tối lại lén lén lúc lúc đi trong hồ tắm ánh trăng trong sáng nước hồ mông lung hai người cởi sạch y phục xuống nước tiểu nha đầu trà lưng cho hắn hắn rảnh đến nhàm chán lại chủ động nói với tiểu nha đầu mặt nội y cần phải chú ý cái gì làm thế nào mới có thể thoải mái hơn phải thêm chỗ nào mới có thể càng càng đẹp mắt thật ra ngoại trừ áo còn có quần đúng rồi còn có một loại vớ tiểu nha đầu nghe chăm chú lạc thanh chu nói càng hưng phấn hai chủ tớ thân thể trần truồng vừa tắm rửa vừa nghiên cứu thảo luận cuộc sống hạnh phúc sau này tắm rửa xong lạc thanh chu đi hậu viện đánh mấy lần bôn lôi quyền sau đó nhảy vọc lên cao di chuyển nhanh chóng làm các loại động tác luyện gân kỳ quái trên mấy bộ sách hay vẽ, hầu tử vớt nguyệt, ít ngồi đáy giếng. Đợi toàn thân ra mồ hôi, da thịt đỏ thẫm, bắt đầu đau nhức mới ngừng lại. Hắn đi phòng bếp lấy nước nóng, về phòng. Lấy dược thủy luyện gân mua ở tụ bảo cắt ra, nhỏ một giọt vào trong thùng tắm, sau đó cởi sạch y phục, bắt đầu ngâm trong bồn tắm hấp thu. Đợi nước màu xanh sẫm được hấp thu hết, nước tắm một lần nữa trong vắt, hắn mới ra. Lúc này, toàn thân ấm áp dễ chịu. Phần bụng giống như nhiều thêm một dòng nước nóng, bắt đầu lưu động theo da thịt toàn thân tới tới lui lui, không ngừng làm dịu da thịt đau nhức. Tắm xong. Lạc Thanh Chu đổi một bộ y phục sạch sẽ, ra cửa. Đi Linh Thiền Nguyệt cung trước. Lúc đầu muốn đi vấn an Tần Đại Tiểu Thư, nhưng đợi tới cửa, lại phát hiện cửa bị khóa. Hạ Thiền đi kiếm tiền. Tần Đại Tiểu Thư và Bách Linh đi đâu? Lạc Thanh Chu nghĩ nghĩ, đi tới hậu hoa viên của nhạc mẫu đại nhân kia. Đương nhiên, trước khi đi, hắn cần đi bẩm báo trước một chút. Nếu không để cho vị nhạc mẫu đại nhân kia biết, lại phải răng dạy hắn không có quy củ. Dù sao hậu hoa viên không phải ai đều có thể tùy tiện xông loạn. Đi tới cửa, có nhà hoàng nhìn thấy hắn, vội vàng đi vào bẩm báo. Không bao lâu, Mai Nhi đi ra, nói. Cô gia, phu nhân không ở đây, vừa rồi đi chỗ nhị tiểu thư, đoán chừng về trễ một chút, người tìm phu nhân có chuyện gì sao? Không ở càng tốt. Trong lòng Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, vội vàng nói. Mai Nhi cô nương, ta muốn đi vườn hoa phía sau, ngươi xem có được không? Mai Nhi nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Cô gia muốn đi nơi đó làm gì? Hái hoa sao? Lạc Thanh Chu cảm thấy hai chữ này có chút là lạ, nói. Ta muốn đi thăm tứ tứ và tây tây, ta quen biết bọn hắn. Mai Nhi vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn một chút, nói. Vậy cô ra đi thôi, người biết họ ở đâu rồi. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, lại hỏi. Đúng rồi Mai Nhi cô nương, nghe nói thị nữ hạ thiền của đại tiểu thư, cũng ở phía sau trồng hoa, thật sao? Mai Nhi nhẹ gật đầu. Tây Tây dẫn nàng tới. Lúc đầu phu nhân không cho nàng đến, nói mỗi tháng sẽ cho nàng tiền, nhưng nàng không chịu lấy không, nhất định phải đến trồng hoa kiếm tiền. Phu nhân thuyết phục nhưng cũng chỉ có thể để tùy nàng, mỗi tháng sẽ phát tiền công cho nàng. Lạc Thanh Chu Kỳ quái nói. Nàng rất quen thuộc Tây Tây sao? Mai Nhi suy nghĩ một chút nói. Giống như quan hệ rất tốt, Tứ Tứ và Tây Tây đều rất thích nàng. Lạc Thanh Chu nghi ngờ trong lòng, không hỏi nhiều nữa, sau khi nói cảm ơn, đi theo tường viện bên cạnh, ra vườn hoa phía sau. Bóng đêm dần dần dày đặc ánh trăng trong trẻo treo trên bầu trời đêm, trên tầng mây vài ngôi sao như ẩn như hiện. Bốn phía yên tĩnh. Trên đường đi cũng không có gặp những người khác. Lạc Thanh Chu từ phía sau cửa tròn đi vào vườn hoa. Hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng tứ tứ và tây tây, chỉ thấy thân ảnh quen thuộc kia đang ngồi sổn trên mặt đất, trong tay dùng cái xẻng nhỏ chăm chỉ xúc bùn đất. Dưới ánh trăng, bên khuôn mặt thanh lệ non nớt kia, mồ hôi ống ánh, vài sợi tóc dính vào má, làm tăng thêm mấy phần mềm mại mỹ lệ mà chui bảo kiếm vẫn đặt trên bùn đất sau lưng lạc thanh chu đứng chỗ cửa tròn lẳng lặng nhìn thiếu nữ trồng hoa dưới trăng nhìn một hồi mới nhẹ nhàng đi tới thiếu nữ như vừa xúc đất vừa suy nghĩ cũng không phát hiện hắn tới gần thẳng đến lúc hắn ngồi xuống bên cạnh vương tay giúp nàng trồng hoa thân thể thiếu nữ đột nhiên rung lên chui bảo kiếm đặt ở sau lưng đột nhiên xuất hiện trong tay nàng một tay khác nắm chặt chui kiếm, trên thân hàng ý bắn ra bốn phía, trong mắt xuất hiện sát ý. Nhưng khi nhìn là hắn, tay nắm chui kiếm đột nhiên nới lỏng, nhưng cũng không có buông ra, hai mắt đầu tiên là kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lập tức trở nên lạnh lẽo. Nàng ngồi sổn nơi đó, trên trán mồ hôi lấp lánh, trên váy áo dính bùn đất, nhìn giống như hạ nhân làm việc nặng, nhưng một chớp mắt sau nàng cầm kiếm, khí chất lại đột nhiên đại biến, giống như một sát thủ xuất kiếm phong hầu lãnh khốc nhưng bất kể thế nào, dáng dấp của nàng đều xinh đẹp động lòng người như vậy. Lạc Thanh Chu mở miệng nói, ta chỉ là đến giúp ngươi trồng hoa. Mặc dù trước đó không được ngươi đồng ý, nhưng là hạ thiền cô nương, ngươi cũng không cần rút kiếm phản đối chứ. Ánh mắt thiếu nữ lạnh như băng nhìn hắn chầm chầm trong chốc lát, mới chậm rãi buông lỏng chui kiếm, nhất thời, chân tay luống cúng, không biết là nên đứng dậy lãnh khốc rời đi, bảo trì hình tượng lúc đầu, hay là nên cúi đầu nhận mệnh, tiếp tục ngồi xổm trồng hoa. Cùng trồng đi, chúng ta trò chuyện." Lạc Thanh Chu ôn nhu nói. Thiếu nữ nhìn hắn một cái, cúi đầu, ánh mắt chớp động, tự hồ đang suy nghĩ. Dù sao ta cũng nhìn thấy rồi, giờ ngươi muốn trốn cũng không còn tác dụng. Mà chuyện này có gì mất mặt đâu? Không phải chính là làm việc kiếm tiền sao? Ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo và tự hào mới đúng." Lạc Thanh Chu nhẹ giọng thuyết phục. Lập tức cầm cái xẻng nàng vứt, cúi đầu giúp nàng đào đất. Thiếu nữ yên lặng nhìn một lát, thân thể căng thẳng mới chậm rãi trầm tĩnh lại, trên người hàng ý và sự lãnh khốc cũng dần dần biến mất. Triệt để tháo xuống ngụy trang. Nàng buông bảo kiếm xuống, cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi, do dự một chút, mới chậm rãi vươn tay, giúp hắn đỡ hoa. Lạc Thanh Chu bắt đầu quất đất lấp vào. Hai người yên lặng phối hợp, rất nhanh trồng xong một gốc hoa lạc thanh chu lại đi lấy bình nước tưới nước cho hoa sau đó hắn lại cầm cái xẻng bắt đầu trồng cây thứ hai lúc hắn dùng sức đào hố thiếu nữ đột nhiên mở miệng thấp giọng nói quá sâu lạc thanh chu nhìn thoáng qua rễ cây trong tay nàng vội vàng lại bỏ vào trong hố bỏ thêm mấy xẻng bùn đất hỏi như vậy được chưa còn sâu sao thiếu nữ cúi đầu nhìn xem trong hố lại thấp giọng nói Nông. Lạc Thanh Chu đành phải buông xuống cái xẻng, dùng tay đào một ít bùn đất trong hố lên, vừa đào vừa nói. Đủ rồi chứ? Ừm. Thiếu nữ rốt cục khẽ gật đầu. Sau đó cúi đầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí bỏ gốc hoa vào trong hố. Lạc Thanh Chu bắt đầu lấp đất. Thiếu nữ cầm bình nước bên cạnh, đợi hắn lấp xong, chậm rãi tưới nước. Nước nhiều lắm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha không, nhiều. Lạc Thanh Chu đi đến bên cạnh, lại bắt đầu đào cái hố thứ ba, nói. Cái này sâu chút hay nông chút? Sâu. Thiếu nữ buông bình nước xuống, cầm một gốc khác ngồi sổng bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn hắn xúc bùng đất, lại ngẩng đầu nhìn lén hắn một chút. Đủ rồi sao? Lại, sâu chút. Hai người phối hợp với nhau, rất mau chỗ trống trải đều trồng hết hoa. Thiếu nữ lại qua cầm quốc nhỏ, đi đến chỗ khác trong vườn hoa, ngồi xổm xuống, bắt đầu cúi đầu làm cỏ xới đất. Lạc Thanh Chu đi tới, dùng cái xẻng trong tay hỗ trợ, nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi. Hạ Thiền, tại sao muốn cố gắng kiếm tiền như vậy? Lần này, hắn không tiếp tục kêu Hạ Thiền cô nương nữa. Hắn cảm giác hai người từ lúc ở gầm cầu, quan hệ hẳn là thân cận rất nhiều. Nếu như không có người ngoài ở chỗ này, hẳn là không cần thiết lạnh nhạt như vậy, bỏ từ cô nương đi thiếu nữ cúi đầu quất cỏ dại nghe hắn hỏi hơi nghiêng người không cho hắn nhìn thấy mặt nàng mới thấp giọng mở miệng tích lũy lạc thanh chu hiếu kỳ nói vậy ngươi tích lũy tiền làm gì ngươi ở tầng phủ có ăn có mặc cái gì cũng có hẳn là không cần thiết khổ cực tích lũy tiền như vậy thiếu nữ cúi đầu làm cỏ không nói gì thêm lạc thanh chu nhìn nàng một chút cũng không tiếp tục hỏi hai người cúi đầu yên lặng làm cỏ xới đất lại qua nửa canh giờ. Lạc Thanh Chu thấy nàng nóng, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mở miệng nói: "Nghỉ ngơi một chút đi, uống miếng nước." "Đúng rồi, ngươi có đem nước không?" Thiếu nữ dừng một chút, khẽ lắc đầu. Lạc Thanh Chu do dự một chút, xoay người, lấy ấm nước trong túi trữ vật ra, đưa tới trước mặt nàng, nói: "Ta dùng qua, ngươi nếu không ghét bỏ, uống mấy ngụm nước đi." Thiếu nữ đưa lưng về phía hắn, không có tiếp lạc thanh chu nói ngươi ngửa đầu miệng không cần chạm miệng ấm trực tiếp nghiêng qua uống là được thiếu nữ vẫn không lấy lạc thanh chu lại chờ đợi trong chốc lát đành phải mở nắp ra chuẩn bị uống mấy ngụm nhưng lúc này ánh mắt lại đột nhiên liếc qua thấy nàng nuốt nước miếng hai tay nhỏ còn chần chờ hai tay nhỏ đầy bùn đất nàng là chỉ sợ bẩn ấm nước của hắn sao lạc thanh chu lại tới gần một chút Lần nữa đưa ấm nước trong tay tới trước mặt nàng, nói: "Uống mấy ngụm đi, làm bẩn không sao, ta trở về rửa một chút là sạch." Thiếu nữ lại dừng một chút, mới giơ tay nhỏ lên chuẩn bị lấy, nhưng mắt nhìn thấy bùn đất trên tay mình, đột nhiên lại rụt trở về, nghĩ nghĩ, dùng sức lau lau lên váy mấy lần, lau xong bùn đất mới đưa tay nhận lấy ấm nước. Nhưng nàng lại do dự, cũng không có uống. Lạc Thanh Chu đứng dậy đi tới cửa nói: "Ta đi tiểu tiện." chút nữa quay lại. Hắn biết thiếu nữ này không có ý muốn trước mặt hắn dùng ấm nước của hắn. Chờ hắn đi ra sau cửa, thiếu nữ mới chậm rãi xoay đầu lại, nhìn cửa một chút, sau đó nhìn về phía ấm nước trong tay, dừng một chút, miệng nhỏ trực tiếp chạm miệng ấm, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, uống. Nước sạch theo khóe miệng của nàng, chảy vào cổ tràn đầy mồ hôi trắng nõn kia, khiến nàng thấy mát mẻ. Chút mát mẻ kia cũng chậm rãi chảy vào trong lòng nàng làm dịu nội tâm khô cạn cô tịch của nàng nàng ngửa đầu mở hai mắt ra nhìn ánh trăng treo trên bầu trời đêm kia trong mắt đầy tràn ôn nhu vẻ mặt cũng trở nên nhu hòa trong sáng như ánh trăng trời tối yên tĩnh lạc thanh chu đi ra một lát rồi về vườn hoa thiếu nữ ngồi xổm trong bụi hoa cầm quất trong tay bắt đầu cúi đầu làm việc ấm nước để sau lưng nàng phía trên sạch sẽ không có một hạt bùn đất hiển nhiên Uống xong nàng dùng váy rất cẩn thận lao qua một lần. Lạc Thanh Chu nhìn váy áo vải thô trên người nàng, nhớ tới thiếu nữ này tự hồ luôn luôn mặc hai bộ màu xanh nhạt, chỉ là kiểu dáng hơi khác biệt. Vô cùng đơn giản. Hầu như không có y phục khác, cũng không có trang sức khác. Ngay cả trên đầu, cũng chỉ có một chiếc trâm gỗ. Trâm cài trâm bạc gì đó đều không có. Lạc Thanh Chu an tỉnh nhìn một lúc, đi lên phía trước nói. Hạ Thiền tối ngày mốt có chợ đêm bách linh nói với ngươi chưa đến lúc đó chúng ta đi dạo chợ đêm cái kia ta mua cho ngươi một cây trâm có được không tay thiếu nữ đang quất cỏ dại lập tức dừng lại dừng một chút nàng lại tiếp tục đào không nói gì lạc thanh chu ngồi sổng xuống cầm cái xẻng giúp nàng làm cỏ lại nói là cảm tạ ngươi lần trước theo về thành quốc phủ giúp ta thiếu nữ vẫn không trả lời lạc thanh chu cũng không tiếp tục nhiều lời cúi đầu nghiêm túc làm cỏ dù sao đêm đó nếu như muốn đi dạo chợ đêm hắn mua cho nàng một cây là được đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia tiểu điệp tiểu bách linh đều phải có trong hoa viên hai người ngồi xổm yên lặng làm việc đều không nói gì thêm hai người giống như ăn ý đều từng bước từng bước xe dịch tới phía trước từ đầu đến cuối đều song song ngồi xổm ánh trăng như nước trong sáng ôn nhu. Đây là một đêm chỉ thuộc về bọn họ, đêm độc nhất vô nhị. Canh ba. Hai người đã quất sạch vườn hoa, đất cũng xới xong toàn bộ. Lạc thanh chu buông cái xẻng, đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, nhìn thiếu nữ vẫn ngồi sổng trên đất nói. Đi thôi, trở về đi. Bên kia không làm xong, ngày mai lại làm. Thiếu nữ ngồi sổng không nhúc nhích. Lạc thanh chu đi tới gần, cuối người, không nói gì đoạt quốc trong tay nàng, đặt xuống đất, nói Trở về, tắm rửa, đi ngủ Thiếu nữ nghe được mấy chữ này, vẻ mặt giật mình, trong mắt lộ ra vẻ hoảng hốt Sau một lúc lâu Nàng đứng lên, đi qua phía trước cầm kiếm của mình lên, ánh mắt nhìn về phía hắn Mặc dù nhìn lạnh lùng như cũ, nhưng Lạc Thanh Chu tự hồ không có chút nào sợ hãi Đi thôi Lạc Thanh Chu đi phía trước Hai người một trước một sau, đi ra vườn hoa, tắm ánh trăng sáng ngời, dạo bước trong phủ đệ. Trên đường không có người, không có đèn. Đen nhánh, yên tĩnh. Hai người đều không nói gì. Mới đầu là một trước một sau đi, Lạc Thanh Chu dần dần thả chậm bước chân, sóng vai cùng nàng. Nàng tự hồ cũng không phản đối. Hai người đều đi rất chậm, giống như tản bộ ban đêm. Gió đêm ôm nhu phất qua, mang theo một tia ý lạnh, nhưng thổi qua thân thể hai người tràn đầy mồ hôi nóng bỏng, lại vô cùng dễ chịu. Lại đi trong chốc lát. Lạc Thanh Chu đột nhiên quay đầu hỏi: "Hạ Thiền, trong lòng ngươi, ta là người thế nào?" Thiếu nữ yên lặng một hồi, thấp giọng nói hai chữ: "Bại hoại." Lạc Thanh Chu buồn cười, nhìn nàng nói: "Ta xấu chỗ nào? Mặc dù ta hư hỏng đối với một ít người, nhưng không có làm gì hư hỏng với ngươi." ta vẫn luôn là rất tôn kính hạ thiền cô nương không phải sao thiếu nữ không nói gì thêm được rồi không nói đề tài này nữa vậy ngươi cảm thấy cô gia nhà ngươi có tài hoa sao có dễ nhìn không lạc thanh chu lại cố ý hỏi thiếu nữ mặt lạnh một lát sau mới nói xấu lạc thanh chu nói xấu sao xem ra ánh mắt hạ thiền cô nương rất cao người khác đều nói ta dáng dấp anh tuấn thiếu nữ đột nhiên dừng bước quay đầu lạnh lùng nhìn hắn nói bách linh sao ba chữ này đột nhiên nói rất thông thuận lạc thanh chu nhún vai nói ngoại trừ bách linh những người khác cũng đều nói như vậy thiếu nữ không để ý đến hắn nữa bước nhanh đi thẳng về phía trước lạc thanh chu đuổi kịp nàng nói hạ thiền ngươi và bách linh luôn luôn ở chung như vậy sao vì sao mỗi lần ta nhìn thấy các ngươi nàng đều thích cố ý trêu chọc ngươi nhìn ra được các ngươi quan hệ hẳn là rất tốt thiếu nữ không nói gì bước nhanh hơn lạc thanh chu sửng sốt một chút cũng bước nhanh hơn trên đường đi thiếu nữ đều không tiếp tục nói chuyện với hắn lúc sắp đến linh thiền nguyệt cung nàng dần dần thả chậm bước chân chờ đến cửa linh thiền nguyệt cung nàng đột nhiên ngừng lại đưa lưng về phía hắn không hề động cũng không nói gì lạc thanh chu đi đến phía sau nàng do dự một chút nhẹ nhàng đưa tay lấy vụn cỏ cùng bùn đất trên mái tóc nàng xuống nói khẽ trở về tắm rửa ngủ sớm nữ hài tử không nên thức đêm nếu không không tốt cho da mà còn nhanh già vậy ta đi về trước lạc thanh chu cáo từ rời khỏi đi được mấy bước thiếu nữ sau lưng đột nhiên mở miệng nói ngươi đi tắm sao lạc thanh chu nghe vậy sững sờ quay đầu nhìn nàng nói đương nhiên tắm trên thân đều là bùn đất không tắm sao đi ngủ thiếu nữ không tiếp tục để ý đến hắn gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo xuống vào cửa lạc thanh chu cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều trực tiếp đi nguyệt dạ thính vũ uyển đi đến nơi hẻo lánh bên hồ cởi y phục xuống đi vào hồ nước nước hồ ấm áp lập tức bao bọc toàn bộ thân thể lạc thanh chu gội đầu kỳ cọ thân thể một lượt sau đó mở rộng tứ chi thoải mái nằm trên chỗ phiến đá trên cạn nhắm mắt lại đêm nay thật sự là kỳ quái hắn cũng không biết tại sao lại nhàn nhàm chán muốn đi giúp vị hạ thiền cô nương kia làm việc còn làm tới hơn nửa đêm là bởi vì đạo thân ảnh cô đơn đơn bạc trong đêm tối kia khiến người ta nhìn rất đau lòng sao hắn lúc nào mềm lòng như thế trong lòng suy nghĩ thân thể hưởng thụ nước ấm bao bọc thoải mái gần như sắp ngủ cùng lúc đó một thân ảnh lặng yên vô tức từ cửa tròn chuồng ra tới, sau đó dán ở góc tường, từ rừng cây xuyên qua bụi hoa, lặng lẽ lại gần bên hồ. Lập tức, trốn trong bụi hoa, nhìn lén thân ảnh đang ngâm mình chỗ nước cạn trong hồ. Nhìn một hồi, lỗ tai nàng đột nhiên khẽ động, quay đầu, nhìn về phía sau. Một thân ảnh khác, hấp lưng lại như mèo, lặng yên không một tiếng động xuyên qua bụi hoa, đi tới, núp bên cạnh nàng, vừa muốn nhìn lén trong hồ, đột nhiên quay đầu, cùng nàng mắt đối mắt. Hai người hai mắt nhìn nhau, đều yên lặng không nói gì. Sau đó, ăn ý đều im lặng, cùng nhau lén nhìn về đạo thân ảnh trong hồ kia. Lạc thanh chu lại nằm một hồi, mới ngồi dậy, gian rộng hai chân, lại kỳ cọ một lần. Tắm xong. Hắn lên bờ, mặc y phục, miệng còn ngâm nga. Hả? Hắn đột nhiên cảm giác có chút không đúng, ánh mắt nhìn về phía bụi hoa trước mặt. Lập tức, hắn đi tới, đẩy bụi hoa kia ra, nhìn kỹ bụi hoa một chút, cũng không khác thường. Lúc này mới mặc y phục đàng hoàng, bước nhanh rời khỏi. Chờ hắn rời khỏi một hồi lâu, bụi hoa khác bên hồ cách đó không xa, hai thân ảnh chậm rãi đứng lên. Thiền thiền, vừa rồi đen như mực, ta không thấy gì cả, ta thề. Ngươi cũng biết, ta mỗi đêm đều sẽ tới nơi này tắm rửa, cô gia cũng biết. Cô gia khẳng định là cố ý, muốn ngẫu nhiên gặp người ta, muốn trong nước khi dễ người ta, may mắn người ta tối nay tới muộn, mới không để cô gia đạt được. Thiền thiền, ngươi, là đến nhìn lén cô gia sao? Hay đến tắm rửa? Trên người ngươi thật nhiều bùn đất đây, đi thôi, cùng nhau tắm. Ta giúp ngươi vò, không phải, giúp ngươi xoa, dùng lực xoa. Có được hay không? Lạc Thanh Chu trở lại trong phòng, tiểu điệp sớm đã ngủ say. Hắn đi qua giúp tiểu nha đầu đắp chăn xong, Hôn gương mặt kiều nộn tiểu nha đầu một cái, mới trở về phòng của mình. Thần hồn xuất khiếu, tiếp tục tu luyện. Trước tiên ở gian phòng đánh một hồi bôn lôi quyền, sau đó xuyên thấu nóc nhà, bay lên giữa không trung, dạ du bay về phía biên ương lâu. Lúc qua chỗ tầng nhị tiểu thư, hắn do dự một chút, bay xuống dưới. Vừa xuống nóc nhà, thì nghe đến trong phòng phía dưới truyền đến một trận tiếng ho khan quen thuộc. Trong lòng hắn khẽ động, xuyên thấu nóc nhà, bay vào gian phòng. Trong căn phòng mờ tối, nến đỏ le lói. Trong phòng hơi ấm bồng bềnh, hương khí lượn lờ. Khục, khụ khụ. Trên giường, màn lắc lư, lại truyền tới tiếng thiếu nữ ho khan. Thân ảnh trong màn như ẩn như hiện, thân thể lật qua lật lại một chút, tựa hồ ngủ không được, thở dài một hơi. Sau một lúc lâu, nàng lại ho khan lần nữa. Khục, khụ khụ. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, thu nhi nghe được âm thanh bước nhanh đến đi đến bên giường nhẹ nhàng xốc màng lên vẻ mặt tràn đầy lo lắng mà nói tiểu thư muốn uống chút thuốc hay không châu nhi đang làm nóng trên giường thiếu nữ khẽ lắc đầu lần nữa ho khan màn che kia xốc lên có thể nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ tái nhật một bàn tay thon thả cầm khăn tay màu xanh nhạt trên khăn tay đã bị máu tươi nhuộm đỏ khóe miệng thiếu nữ kéo theo một vệt máu hai mắt thất thần ngơ ngác nhìn qua đỉnh đầu không biết đang suy nghĩ gì thu nhi khóc nức nở nói tiểu thư để châu nhi đi gọi cô gia đi ngài ngài ho thật nhiều máu thiếu nữ lắc đầu âm thanh cố hết sức nói không không nên quấy rầy tỷ phu nói xong sắc mặt lại tái nhợt ho khan thu nhi ở một bên đau lòng nước mắt rưng rưng lạc thanh chu nhìn cảnh này trong lòng đột nhiên một trận đau đớn thương tiếc Hắn không tiếp tục do dự, lập tức từ nóc nhà bay ra, bằng tốc độ nhanh nhất trở về phòng, hồn phách trở về cơ thể. Lập tức ra cửa. Trong bầu trời đêm, ánh trăng mờ ảo, sao đêm lấp lánh. Hắn bước nhanh hơn, trong đầu tràn đầy hình ảnh thiếu nữ sắc mặt tái nhợt nhu nhược kia, ánh mắt trống rỗng, bộ dáng thoi thóp. Lúc này, hắn còn do dự gì nữa? Nếu quả thật có thể cứu tính mạng thiếu nữ kia, thật sự có thể chữa khỏi bệnh của nàng. Dù là bị tất cả mọi người thóa mạ và xem thường, dù là mất đi cơ hội khảo thủ công danh, dù là sẽ bị tầng phủ đuổi ra. Hắn cũng nguyện ý. Thế gian này, vốn có rất nhiều người, rất nhiều chuyện, đáng giá người nào đó phấn đấu quên mình. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Thiếu nữ kia không chỉ là hồng nhan tri kỷ của hắn. Ở tầng phủ này, ngoại trừ người nào đó, chính là thiếu nữ kia cho hắn ấm áp nhiều nhất sao hắn lại có thể trơ mắt nhìn đối phương hương tiêu ngọc vẫn trong phòng thiếu nữ trên giường vẫn thỉnh thoảng ho khan thu nhi cuốn quyết ra phòng thúc giục châu nhi nhanh đưa thuốc tới hai nha hoàng đang vội vàng bận rộn trong phòng bếp một thân ảnh đột nhiên từ trên tường viện nhảy xuống lập tức dán góc tường đi tới dưới mái hiên két hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ nhảy vào cửa sổ lặng yên đóng lại hắn cởi giày ra ném vào trong túi trữ vật, lập tức bước chân nhẹ nhàng đi tới trước giường. Khục, khụ khụ. Thiếu nữ trên giường vẫn đang ho khan. Nhưng tiếng ho khan cuối cùng vừa dứt, nàng đột nhiên cảm giác được cái gì, thân thể rung lên, xoay đầu lại, cách màn mông lung, nhìn về phía ngoài. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân Thu Nhi và Châu Nhi. Màn đột nhiên khẽ động, một thân ảnh lướt lên giường, thuần thục chui vào chăn mền, đầu rụt vào, tựa sát vào thiếu nữ. Tiểu thư, thuốc tới. Thu Nhi bưng thuốc, bước nhanh vào phòng. Trên giường thiếu nữ, âm thanh khẽ run. "Thu Nhi, không. Không cần. Ta cảm giác tốt hơn nhiều." Thuốc đúng là tới, nhưng không phải chén trong tay nàng bưng kia. Tay nhỏ trong chăn, bị một bàn tay lớn ấm áp nắm chặt trong tay. Một tay khác trong chăn ôm chặt lấy hắn. Nàng lúc đầu thân thể run rẩy, cũng dần dần bình tĩnh trở lại mặt tái nhợt chợt đỏ ửng mê người đôi mắt trống rỗng mà thất thần rốt cục xuất hiện sáng ngời tỷ phu chủ động tới đây cùng lúc đó đường cái cách mạc thành mấy chục cây số trưởng công chúa đã mang theo mấy trăm ngân giáp thiết kỵ ra quân doanh đang trên đường chạy về mạc thành một thân áo giáp đỏ thẫm bao bọc thân thể cao gầy dưới ánh trăng thanh lãnh càng lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ ken lúc xế trưa trên tầng cao trung tâm phủ thành chủ mặt thành đột nhiên có một tiếng chuông ngân vang lập tức toàn bộ mặt thành sôi trào lên trưởng công chúa rốt cuộc đã đến nội thành ngoại thành phố lớn ngõ nhỏ sớm đã chen chúc đầy người thành chủ mặt thành giang cấm nam sớm đã dẫn theo một đám quý tộc nhân thủ mặt thành chờ trên đường lớn ngoài thành trên tường thành mặt thành quân sĩ mặt giáp chấp duệ trang nghiêm đứng gác ngoài cửa thành cờ bay phấp phới tiếng người xôn xao không bao lâu trên đường lớn phía trước cách đó không xa bụi đất tung bay một đội ngân giáp thiết kỵ dẫn đầu lao vụt mà tới lúc gần đến chỗ đám người gian cấm nam cũng không xuống ngựa mà là phân tán ra vây quanh đám người ngoài thành chậm rãi đi lại từng cặp mắt lạnh lẽo bén nhọn bắt đầu rà soát đám người một lượt mỗi một người bị những ánh mắt ngân giáp thiết kỵ này quét đến đều bất giác toàn thân phát lạnh cho dù là võ giả, cũng cảm thấy sóng lưng phát lạnh. Mấy trăm người ngoài thành đều câm như hến. Lại qua một lát, tiếng chân như sấm, ầm ầm rung động. Từ xa mà đến gần. Đám người lập tức nín thở ngưng thần, ngưng mắt nhìn lại. Thân ảnh mặc áo giáp đỏ thẫm, cưỡi ngựa hỏa diễm, rốt cục xuất hiện trên đại đạo phía trước. Ở sau lưng nàng, mấy trăm người mặc ngân giáp đi theo, trong tay cầm ngân thương cưỡi thiết kỵ, trùng trùng điệp điệp chạy tới vây quanh nàng còn chưa tới gần một cổ khí thế như chiến trường đáng sợ đập vào mặt đám người mạc thành ra nên đón có người không nhịn được hai chân như nhũng ra rất nhiều người trong lòng phát run ánh mắt thậm chí bị đâm đau nhức vội vàng cúi đầu xoay người không dám nhìn rất nhanh trưởng công chúa nam cung hỏa nguyệt dẫn theo thiết kỵ chạy tới gần thành chủ mạc thành giang cấm nam cùng đương gia quý tộc khác đều tiến lên một bước không người cúi đầu chắp tay hành lễ. Các thành viên quý tộc hai bên đường đều cùng nhau hành lễ. Đừng nói là bọn hắn, cho dù vương công đại thần kinh đô nhìn thấy vị này cũng phải cung cung kính kính, cúi đầu hành lễ. Không bao lâu, Giang Cấm Nam cưỡi lên ngựa, bồi tiếp trưởng công chúa đi phía sau, mọi người chen chúc, trùng trùng điệp điệp đi vào thành. Sau lưng trưởng công chúa, chỉ có 20 nữ hộ vệ đi theo vào thành. Mấy trăm thiết kỵ kia ở ngoài thành hạ trại chờ tự có quân sĩ trong thành, mỗi ngày đến ân cần đưa lên đồ ăn và vật dụng thường ngày. Trên đường phố, đám đông chen chúc kín mít. Nhưng hai bên đường phố đều có binh sĩ mặc thành tạo thành bức tường người chặn đường, đề phòng có người không có mắt, đột nhiên va chạm trưởng công chúa. Nam Cung Hỏa Nguyệt cưỡi tuấn mã lông như hỏa diễm, trên đường đi rất ít nói chuyện, ánh mắt quan sát bách tính trong thành. Bên cạnh là gian cấm Nam Thành chủ mặt thành, thỉnh thoảng lại quan sát sắc mặt của nàng lúc gần đến cầu bắc vào trong thành nam cung hỏa nguyệt ngừng ngựa quay đầu nhìn hắn nói gian thành chủ bách tính ngoài thành hình như sống cũng không quá tốt gian cấm nam lập tức lưng đổ mồ hôi không dám biện luận vội vàng cúi đầu bồi tội nói vâng là thuộc hạ thất trách thuộc hạ sau này ổn thỏa tận lực cải thiện cuộc sống bách tính ngoài thành tuyệt không cô phụ kỳ vọng trưởng công chúa nam cung hỏa nguyệt lại quay đầu lại nhìn thoáng qua thành viên quý tộc theo sau lưng cách đó không xa ăn mặc tơ lụa vẻ mặt hồng hào, thản nhiên nói. Thái tổ nhân từ hào phóng, phong rất nhiều công huân tước vị. Có vài quý tộc mấy đời đều ngồi không ăn bám, không có chút thành tựu nào, đối với quốc gia đối với bách tính cũng không có chút ích lợi nào, nhưng vẫn cẩm y ngọc thực, không lo ăn uống, xa xỉ hưởng thụ. Giang thành chủ cảm thấy, như vậy thích hợp sao? Giang cấm nam cúi đầu, trán đầy mồ hôi, không dám trả lời đây chính là liên quan đến chính sách quốc gia ngôn luận tiên đế và đương nhiệm thánh thượng cũng không có xử lý tốt trên triều đình càng vì việc này nhấc lên mấy lần gió tanh mưa máu hắn nào dám xen vào cũng chỉ có trưởng công chúa dám ở trước mặt mọi người tùy ý lớn lối đưa ra nghị luận nam cung hỏa nguyệt không tiếp tục nhiều lời đi tới phía trước trong nội thành càng thêm náo nhiệt phố lớn nhỏ nhỏ mọi người chen vai trộn trộn ràng ràng ngẩng cổ ngửa đầu nhìn về phía chỗ cửa thành đợi nhìn thấy thân ảnh một thân giáp đỏ cao gầy uy phong cùng con ngựa cao to như liệt hỏa kia đám người lập tức sôi trào lên đều kích động cao giọng thét lên trưởng công chúa trưởng công chúa rất nhiều người kích động khóc lên nam cung hỏa nguyệt chỉ là thản nhiên nhìn thoáng qua cứ đi tới phía trước mọi người kích động theo sau lưng nàng hợp thành một dòng lũ lớn thanh thế khoa trương kéo tới phủ thành chủ phía đông phủ thành chủ có phủ đệ kiến tạo riêng cho trưởng công chúa, bình thường có người trấn giữ, không ai dám vào. Giang Cấm Nam lại xây rất nhiều cảnh vật mới, đồng thời, toàn bộ phủ thành chủ đều di dời, người ở trong viên toàn bộ chuyển ra ngoài, đến phủ đệ bên cạnh ở tạm. Mãi đến khi Nam cung Hỏa Nguyệt đi vào phủ thành chủ, đám người vẫn tụ tập ở đường phố bên ngoài nơi đó, không giải tán, rất nhiều người vẫn đang kích động hô to trưởng công chúa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành trì tiếng người huyên náo buổi chiều quan phủ nhận được mệnh lệnh giang cấm nam bắt đầu mở rộng kho lúa tiếp tế người nghèo trên đường phố ngoại thành nội thành chợ đã mở vô cùng náo nhiệt rất nhiều người đi hưởng thụ không khí náo nhiệt này nhưng trong tầng phủ vẫn như bình thường ngoại trừ gia chủ tầng gia tầng văn chính dẫn theo trưởng bối tầng gia đi phủ thành chủ thăm viếng ra những người khác vẫn như cũ nên làm cái gì thì làm cái đó chỉ có một vài nha hoàng người hầu hôm nay rảnh rỗi Đi trên đường phố tham gia náo nhiệt, quan sát đội ngũ trưởng công chúa vào thành. Trong thư phòng, Tần Nhị tiểu thư đang bận rộn ngồi trước cửa sổ. Sắc mặt của nàng vẫn như cũ mang theo ốm yếu tái nhợt, nhưng tinh thần nhìn tốt lên rất nhiều, trong một ngày chỉ ho khan vài tiếng, cũng không tiếp tục ho ra máu nữa. Thu Nhi cùng Châu Nhi đều đứng hầu bên ngoài. Cửa sổ đều đóng lại. Không có nàng phân phó, ai cũng không thể vào tới. Đương nhiên ngoại trừ người nào đó. Khuya ngày hôm trước lần đầu tiên, đêm qua lần thứ hai, người nào đó đều lúc trời tối không người vụn trộn nhảy vào cửa sổ, bò lên trên giường của nàng, ngủ cùng nàng. Mặc dù hai người chỉ là nằm cùng nhau, tay nắm lấy tay, nhưng mà nàng đã vô cùng thỏa mãn và vui vẻ. Tối hôm qua hắn bồi nàng, nàng nhịn không được hỏi. Tỷ phu, sau này mỗi đêm đều tới bồi vi mặt sao? Hắn rất chân thành đáp. Không thể mỗi đêm, có đôi khi ta còn muốn cùng tỷ tỷ ngươi nghĩ đến câu trả lời của hắn lúc ấy tần nhị tiểu thư nhịn không được cười lên bởi vì nàng biết tỷ phu là đang lừa nàng tỷ tỷ mới sẽ không để hắn bồi đâu hai ngày nay nàng cảm giác tâm tình và thân thể của mình đều tốt hơn nhiều hắn không chỉ có cho nàng ấm áp còn tiếp thêm sức mạnh cùng hy vọng sống cho nàng nếu như có thể cứ tiếp tục như vậy thật là tốt biết bao Thiếu nữ trong lòng ngọt ngào suy nghĩ lung tung một hồi, lại cúi đầu chăm chú viết. Hai ngày này vào ban ngày, Lạc Thanh Chu chỗ nào cũng không đi, sáng sớm đã đi đáy hồ âm thầm tu luyện. Hôm nay tất cả mọi người ra ngoài xem náo nhiệt, hắn vẫn như cũ một mình trốn trong đáy hồ yên lặng tu luyện, thẳng đến chạng vạn tối, mới trở về đến tiểu viện. Tần phủ tự hồ đột nhiên vắng lạnh. Tiểu điệp bưng cơm tối trở về, mới nói cho hắn biết. Lão gia phu nhân, còn có nhị tiểu thư, đều đi phủ thành chủ, tham gia tiệc tối tiếp đại trưởng công chúa. Đúng rồi, nhị công tử cũng đi. Buổi chiều thu nhi tỷ tỷ còn nói cho nô tỳ để nô tỳ trở về an ủi công tử một chút, nói mỗi nhà mời tân khách có hạn, cho nên mới không dẫn công tử theo cùng được. Lạc Thanh Chu nghe xong, không khỏi cười nói. Thu Nhi cô nương ngược lại biết an ủi người. Trên thực tế, lúc bọn họ dẫn ta đi, Đoán chừng ta cũng không vào được, dù sao thân phận của ta bày ra đó. Nhưng không sao, ta cũng không muốn đi tham gia náo nhiệt. Tiểu Điệp ôm cánh tay của hắn, gương mặt dán lên cánh tay hắn ôm nhu nói: "Công tử, mặc kệ người khác nhìn công tử như thế nào, trong lòng nô tỳ, công tử mãi mãi là tuyệt nhất, không ai sánh nổi công tử." Lạc Thanh chu vuốt ve đầu nàng một chút, nói: "Được rồi, ăn cơm đi. Chút nữa đi gọi Bách Linh và Hạ Thiền." chúng ta đi ra ngoài dạo phố. Công tử mua mứt quả cho các ngươi ăn, còn mua quà nhỏ cho các ngươi. Tiểu điệp lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, vui vẻ nói. Công tử, nô tỳ đêm nay muốn ăn ba sâu hồ lô đường. Nô tỳ còn muốn tranh đường, được chứ? Lạc thanh chu cười cười, ngồi xổm xuống, chỉ chỉ gương mặt của mình nói. Hôn ba lần. Tiểu nha đầu hì hì cười một tiếng, lập tức mân mê miệng nhỏ, hôn lên mặt hắn ba cái, chục chục chục, Cười duyên nói: "Công tử, đủ chưa, có thể mua cho nô tỳ sao?" Lạc Thanh Chu ôm nàng, bế thân mình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng lên, hôn miệng nhỏ của nàng mấy cái, mới nói: "Tiểu Điệp, hỏi ngươi vấn đề này." Tiểu Điệp nháy lông mi cong, thẹn thùng nói: "Ừm." Lạc Thanh Chu nói: "Nếu có một ngày ta đột nhiên không muốn đại tiểu thư, sau đó cùng" Hắn vẫn chưa nói xong, Tiểu Điệp lập tức mở to hai mắt mặt liền biến sắc nói công tử đừng nói nữa lạc thanh chu cười nói đừng sợ nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta ta chính là muốn biết sau này nếu như ta bỏ đại tiểu thư sau đó cùng người khác ngươi sẽ xem thường công tử sao a tiểu nha đầu ngươi bóp ngực ta làm gì lạc thanh chu giơ tay lên cũng chuẩn bị bóp ngực phòng của nàng lại đột nhiên phát hiện sắc mặt tiểu nha đầu không đúng hắn đột nhiên cứng đờ lập tức chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cửa tiểu viện. Bách Linh một thân váy phấn tựa trên khung cửa, trong tay cầm một nhánh hoa bị gãy, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu đang nhìn hắn. Mà ngoài cửa, Hạ Thiền ôm kiếm, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng đứng ở nơi đó, hai mắt rét lạnh mà nhìn hắn chầm chầm. Công tử Tiểu nha đầu trong ngực, khuôn mặt nhỏ khó coi, còn sợ hãi hơn hắn. Nếu lời công tử vừa nói truyền ra ngoài, đột nhiên bị đại tiểu thư đuổi ra khỏi cửa vậy phải làm thế nào công tử sao lại đột nhiên nói như vậy lạc thanh chu dừng một chút để nàng xuống xoay người nhìn hai thiếu nữ ở cửa sắc mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh chờ một lúc chúng ta còn chưa có ăn cơm bách linh nhún vai trực tiếp quay người nói với thiếu nữ lạnh lùng kia đi thôi thiền thiền cô gia đã chuẩn bị bỏ tiểu thư nhà ta hẳn là cũng không nguyện ý cùng chúng ta đi dạo phố chúng ta vẫn là tự mình đi thôi hạ thiền vẫn như cũ đứng ngoài cửa không nhúc nhích qua hồi lâu nàng mở miệng nói hắn ở rễ bách linh sửng sốt một chút đột nhiên kịp phản ứng đúng cô gia ở rễ chỉ có tiểu thư nhà chúng ta bỏ hắn hắn mới không có tư cách bỏ tiểu thư nhà chúng ta đâu lập tức nàng lại đột nhiên xoay người khí thế hung hăng vào cửa hừ lạnh nói cô gia ngươi nhất định phải chết đêm nay cứ ở trên giường chờ tiểu thư nhà chúng ta hảo hảo trừng phạt ngươi đi nói xong lại quay đầu nhìn về phía thiếu nữ ngoài cửa nói thiền thiền ngươi nói đi cô gia có đáng bị phạt không hạ thiền đang nghe truyện trên tv audio cv không nói gì lúc chạng vạn tối cửa lớn phủ thành chủ trên đường cái rộng rãi ngựa xe tấp nập vì để cho tiệc tối đêm nay tiếp kiến trưởng công chúa náo nhiệt một chút thành chủ Giang Cấm Nam mời rất nhiều quý tộc Mạc Thành, cùng một vài quan viên gia tộc lớn. Tứ đại gia tộc và công huân gia tộc đều phái đại biểu, mang theo lễ vật, đến đây dự tiệc. Hai bên cửa, đứng hai hàng binh sĩ mặc giáp nghiêm chỉnh. Tường bao bốn phía của phủ đều có võ giả hộ vệ tuần tra. Cửa chính bậc thang. Bào đệ giang bắc của giang cấm nam vẻ mặt tươi cười, cầm danh sách trong tay, tự mình nên đón tân khách. Bào đệ, em trai ruột mỗi thiệp mời tân khách nhiều nhất cũng chỉ có thể dẫn theo năm gia quyến đi vào dự tiệc tên tuổi mỗi gia quyến đều phải sớm báo cáo chuẩn bị một cỗ xe ngựa trang trí xa hoa dừng lại trên đường cách đó không xa lập tức gia chủ vương gia vương luân dẫn theo mấy huynh đệ và gia quyến tay nâng lễ vật nhanh chân mà tới tiếp theo gia chủ trương gia trương tùng thành quốc phủ gia chủ lạc gia lạc diên niên gia chủ tống gia tống phủ đều mang theo gia quyến tới lúc đầu tất cả mọi người vẽ mặt tươi cười ở cửa nói chuyện nhưng nhìn thấy tống phủ mang theo da quyến tới nụ cười trên mặt mọi người đều thoáng thu lại giọng nói chuyện cũng thay đổi nhỏ rất nhiều tống gia vừa chết nhi tử và nữ nhi cho dù là lúc này cũng rất khó cười được tống phủ phu nhân tôn xảo hương khuôn mặt cũng một mặt hơn tống phủ biết đêm nay không phải lúc bi thương nhìn thấy gia chủ gia tộc khác ở cửa lập tức gương mặt tươi cười bước nhanh hơn mấy lão hữu gặp nhau ở cửa hàng huyên vài câu sau đó mang theo gia quyến đi vào trong phủ một lát sau xe ngựa tần phủ mới chậm rãi từ xa đi tới nếp ở ven đường tần văn chính xuống xe ngựa trước sau đó là tần phủ nhị công tử tần xuyên động tác nhẹ nhàng nhảy xuống sau đó tới đỡ tống như nguyệt xuống tới cuối cùng xuống xe là một thiếu nữ mặc váy áo trắng thuần cực kỳ nhu nhược thanh lệ tần gia hôm nay ngoại trừ những người này cũng không có dẫn những người khác tới. Giang bác nhìn thấy bọn hắn, trước lật danh sách nhìn thoáng qua, sau đó lập tức nghênh đón, vẻ mặt tươi cười chắp tay nói. Văn Chính huynh quý nhân bận rộn, hôm nay tới hơi trễ nha. Tần Văn Chính chắp tay cười nói. Trên đường quá nhiều người, chậm trễ một chút thời gian. Hôm nay bắt vọng huynh tự mình ra ngoài đón khách, thật có chút hạ mình. Giang Bắc nhìn vội vàng cười nói. Đâu có đâu có, hôm nay yến hội của trưởng công chúa nếu không phải huynh trưởng ta cần ở trong bồi tiếp làm gì đến phiên ta tới đây nên đón những quý khách này hai người lại hàn huyên vài câu giang bắc nhìn vẻ mặt tươi cười quét da quyến phía sau hắn một chút cũng không nhìn người khác rồi chắp tay nói văn chính huynh thông cảm vì an toàn trưởng công chúa gia huynh có phân phó đêm nay các tân khách mang theo lễ vật tại hạ đều phải nhìn qua một chút tần văn chính cười nói hẳn là được Hắn ta nói rồi đưa tay với Tần Xuyên. "Xuyên, đem lễ vật tới." Tần Xuyên lập tức hai tay dâng một hộp gấm hình chữ nhật, đưa tới trong tay hắn. Tần Văn Chính mở hộp gấm ra, đặt trước mặt Giang Bắc, giải thích nói: "Ngọc Như ý này là mẫu thân của ta từ nơi khác có được, vẫn luôn đặt trong nhà, hôm nay đến bái kiến trưởng công chúa, cũng không có quà tặng khác, tiện tay lấy nó ra, bày tỏ tâm ý." Giang Bắc nhìn nhìn thoáng qua, gật đầu cười nói: chất lượng nhìn không tệ là đồ tốt sau đó ánh mắt của hắn vừa nhìn tay thiếu nữ yếu đuối kia đang cầm thứ gì đó tần vi mặt đưa tay đưa bức tranh đã đóng gói tốt đưa tới trước mặt tần xuyên ôn nhu nói nhị ca đây là vi mặt làm một chút thi từ và tranh vẽ ca đưa cho giang thúc thúc nhìn một chút tần xuyên vội vàng tiếp nhận hai tay dâng lên đưa tới trước mặt giang bắc giang bắc nhìn chỉ là nhìn lướt qua cười nói đã là thi từ thư họa vậy cũng không có gì mà kiểm tra dù sao ta cũng xem không hiểu ha ha văn chính huynh vị tiểu thiên kim này của huynh xem ra chính là tiểu tài nữ không tệ không tệ tần văn chính khiêm tốn nói vài câu rồi dẫn theo gia quyến lên bậc thang tống như nguyệt đỡ khuê nữ nhà mình tần xuyên đi theo một bên khác bất cứ lúc nào cũng đều chú ý đến chỉ là lên vài bậc thang mặt tần vi mặt liền đỏ ửng thở gấp thở phì phò bộ dáng bất cứ lúc nào đều sẽ té ngã. Tống Như Nguyệt không chỉ thấp giọng trách nói. Mẫu thân đã nói rồi, loại trường hợp này, ngươi tới làm gì? Bảo bối thi từ của ngươi, đến lúc đó mẫu thân giúp ngươi tặng trưởng công chúa là được, cần gì phải tự mình đến một chuyến, chút nữa nếu té xỉu, e. Tần Vi mặt nắm chặt quà trong tay, không nói gì. Tần Xuyên bên cạnh vội vàng khuyên lơn. Mẫu thân, không sao đâu, có ta nhìn Vi mặt, Vi mặt cả ngày ở trong nhà, cũng không có ra cửa, lần này thật vất vả có thể ra một lần, hít thở không khí, cũng không phải chuyện gì xấu. Tống Như Nguyệt lại thở dài một hơi, không nói gì thêm. Người hầu dẫn bọn họ đi vào một đại sảnh rộng rãi. Trong đại sảnh, quan viên gia tộc khác tới sớm đang uống trà nói chuyện phím, nhìn thấy Tần Văn Chính đi tới, đều đứng lên, nhiệt tình hàng huyên. Nữ quyến được đưa tới gian phòng bên cạnh. Tống Như Nguyệt rất mau tìm thấy mấy quý phụ nhân thân thiết. Mấy người rất nhanh hợp lại với nhau. Tần Vi mặc một người an tĩnh ngồi trên ghế trong góc, trong tay nắm thật chặt bộ thi từ tranh vẽ kia. Tần Xuyên chào hỏi mấy nam tử trẻ tuổi quen biết rồi đến bồi nàng. Tống Như Nguyệt ngồi ở bên cạnh, mặc dù đang cùng mấy quý phụ nhân kia nói chuyện phím nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nhìn qua bên này một chút. Vi mặc thi từ trên họa quyển này, đều do chính ngươi làm sao? Tần Xuyên nhẹ giọng hỏi. Tần Vi mặt mỉm cười, nói. Đúng vậy, nhị ca. Tần Xuyên đưa tay cười nói. Nhị ca có thể nhìn xem không? Tần Vi mặt lắc đầu, ôm nhu nói. Chút nữa Vi mặt muốn tặng cho trưởng công chúa, nhị ca cũng không thể tùy tiện đụng. Nếu không cẩn thận làm hư, lúc đó thảm rồi. Tần Xuyên cười cầm bánh kẹo trong mâm bên cạnh, đưa tới trước mặt nàng nói nhìn ngươi quý bảo bối còn ghét bỏ nhị ca tay dơ đúng không? Tần vi mặt cười nói. Ta không ăn, nhị ca, ngươi gần đây luyện võ luyện thế nào rồi? Tần xuyên bóc bánh kẹo nói. Tạm được, cũng cứ vậy. Nói cho ngươi nghe, đoán chừng ngươi cũng nghe không hiểu. Tần vi mặt có chút miếm môi, trong lòng nói thầm, tỷ phu cũng đang luyện võ đó. Tần xuyên bỏ kẹo vào trong miệng, nhìn chầm chầm vẻ mặt nàng mấy lần, nói. Vi mặt, hai ngày này nhìn ngươi tinh thần không tệ, đêm nay trên đường đi cũng không thấy ngươi ho khan. Xem ra những thuốc kia hiệu quả không tệ, ngươi phải nhớ kỹ mỗi ngày đều uống, cũng không thể dừng lại. Tần vi mặt hé miệng cười khẽ, gật đầu nói. Ừm, vi mặt cũng muốn mỗi ngày ăn, vi mặt cũng không muốn dừng lại. Tần xuyên có chút kỳ quái nói. Thế nào? Thuốc không đủ sao? Đợi ngày mai nhị ca lại đi mua thêm, nếu trong thành không có, nhị ca ra thành đi nơi khác mua. Tần vi mặt cười nói. Tạm thời vẫn đủ. Trong lòng nàng nói thầm, tạm thời tỷ phu vẫn nguyện ý bồi nàng, chỉ là không biết, sẽ bồi nàng bao lâu. Tần suy nhìn mẫu thân của mình một chút, đột nhiên lại xích lại gần nàng hỏi. Vi mặt, ngươi nói thật cho nhị ca biết, đêm đó ngươi hôn mê, ngày thứ hai tỉnh lại, lúc Thanh Chu đi thăm ngươi, mẫu thân sao lại đột nhiên kéo Thanh Chu vào phòng của ngươi. Cái này, giống như không hợp quy củ. Mà mẫu thân không phải không cho bất kỳ nam tử nào đi vào phòng của ngươi sao? Ta và phụ thân cũng chưa hề đi vào qua, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Vi mặt cười cười, ôn nhu nói. Nhị ca, chuyện này, ngươi hẳn là nên hỏi mẫu thân, Vi mặt cũng không rõ lắm. Tần Xuyên nghe vậy, đành phải lắc đầu. Được rồi, mẫu thân mới không nói với ta loại chuyện này. Mà loại chuyện này nhìn có chút xấu hổ, ta vẫn đừng hỏi nữa đi. Ta chỉ là có chút kỳ quái, thanh chu tiểu tử kia nhìn ngơ ngác, có vẻ giống như vô cùng được mẫu thân thích, thật sự là kỳ quái. Tần vi mặt ôn nhu nói, nhị ca, thật ra tỷ phu rất lợi hại, chỉ là ca không biết mà thôi. Hả? Tần xuyên giật mình, nói, tiểu tử kia chỗ nào lợi hại? Không phải chỉ là một tú tài, biết đọc vài cuốn sách, biết làm mấy bài thơ từ sao? Tần vi mặt cười nói. Nhị ca, không thể xem nhẹ bất cứ người nào nha. Ngươi sang năm muốn tham gia khảo thí Long Hổ học viện, cũng không nên xem nhẹ bất kỳ đối thủ nào, nếu không khẳng định ăn thiệt thòi. Tần Xuyên gật đầu nói. Ta đây đương nhiên biết, chỉ là, tiểu tử Thanh Chu kia xác thực không nhìn ra chỗ nào lợi hại. Một đầu ngón tay nhị ca, là có thể đẩy ngã hắn, ngươi tin hay không? Tần Vi mặt cười lắc đầu nói. Vi mặt không tin. Trong lòng nàng nói thầm, tỷ phu một quyền là đánh chết một người rồi, mới sẽ không bị ngươi đẩy ngã đâu. Tần Xuyên cười nói, xem thường nhị ca phải không? Nếu không chờ đêm nay trở về chúng ta đi tìm Thanh Chu, để ngươi mở mang kiến thức một chút xem nhị ca lợi hại có được hay không? Tần Vi mặt lập tức nói, không được. Nhị ca không cho phép ngươi khi dễ tỷ phu. Tần Xuyên cười ha ha nói, nói đùa, nói đùa. Thanh chu là thư sinh, nhị ca là võ giả, làm sao sẽ khi dễ hắn? Lúc nhị ca muốn khi dễ, cũng khi dễ ngoại nhân, nơi nào sẽ khi dễ thân muội phu của mình? Thân muội phu, Tần Vi mặc nghe cái từ này, tim lập tức đập nhanh một trận. Huynh muội hai người đang nói chuyện, tiếng ồn ào nói chuyện phía ngoài đại sảnh đột nhiên ngừng lại, lập tức thành chủ giang cấm nam bên ngoài vang lên, trưởng công chúa tới, trong đại sảnh đám người cuốn quyết đứng lên cúi đầu rũ mắt xuống an tĩnh lại trong thiên phòng các nữ quyến cũng đều cuốn quyết dừng nói chuyện phím đứng lên khoanh tay cung kính đứng yên tĩnh chờ đợi không bao lâu một thân ảnh cao gầy mặt váy đỏ đi giữa bốn thị nữ và một vài nha hoàng chen chúc đi cùng gian cấm nam từ ngoài đình viện vào đại sảnh đám người trong đại sảnh bị ánh mắt thiếu nữ váy đỏ này quét qua khiến trong lòng rung lên nín thở ngưng thần cúi đầu xoay người một cử động cũng không dám. Cho dù những lão giả quý tộc từng trải, trong lòng cũng căng lên, cũng không dám thở mạnh một hơi. Thiếu nữ này từ lúc 13 tuổi đã chủ động tòng quân, biểu hiện tài năng quân sự kinh người, năm năm qua, giết địch vô số, tay còn chém xuống đầu Tấn Vương còn có cả mấy người hoàng tộc, hơn nữa còn lừa giết 10 vạn người nước láng giềng, ngay cả đại quân địch quốc nghe đều biến sắc. Chớ nói chi là những người chưa từng trải qua chiến trường như bọn họ thiếu nữ này không giận tự uy, toàn thân trên dưới tự mang một cổ khí thế làm cho người sợ hãi run sợ, không người nào dám ngẩng đầu nhìn nhiều. Trưởng công chúa, mời ngài ngồi. Giang cấm nam giang thành chủ ở mặt thành một tay che trời, lúc này cũng chú ý cẩn thận, thân thể có chút không xuống, biểu hiện ra rất cung kính. Nam cung hỏa nguyệt đi đến chủ vị, phất váy đỏ, quay người ngồi xuống, tà váy đỏ giống như hỏa diễm, khiến thiếu nữ này tăng thêm một phần khí thế càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Giang Cấm Nam ở bên cạnh chắp tay cười nói. Trưởng công chúa, hôm nay tại hạ mời rất nhiều tân khách, đến bày tiệc tẩy trần cho trưởng công chúa, thuận tiện chúc mừng trưởng công chúa trận chiến này đại thắng, nâng cao uy thế đại viêm ta, hộ bách tính đại viêm ta. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút tiểu lễ vật dân lên trưởng công chúa, bày tỏ tâm ý, hy vọng trưởng công chúa có thể nhìn một chút. Vẻ mặt nam cung hỏa nguyệt thản nhiên nhìn xuống mặt đám người một chút, không nói gì. Giang cấm nam lập tức liếc mắt ra hiệu cho mấy người phía dưới. Trương gia gia chủ trương tùng lập tức dẫn đầu đám người đi vào giữa sảnh, cúi đầu chắp tay, vẻ mặt tràn đầy cung kính nói. Trương tùng bái kiến trưởng công chúa. Lần này trưởng công chúa ở biên cảnh chống cự quân địch, đại hoạch toàn thắng, không chỉ có lập uy cho đại viêm ta, còn bảo vệ bách tính toàn thành mạc thành chúng ta. Tại hạ biết trưởng công chúa không thích phô trương lãng phí, cho nên hôm nay cũng không dám mang những vật khác tới, chỉ lấy một thanh bảo kiếm, dâng lên trưởng công chúa, còn hy vọng trưởng công chúa không ghét bỏ. Vừa dứt lời, bên cạnh lập tức đi ra một người, hai tay dâng một hộp gỗ thật dài, đưa tới trong tay hắn. Trương Tùng tiếp nhận, xoay người cúi đầu, hai tay nâng hộp gỗ lên. Giang Cấm Nam lập tức xuống tới cầm lấy, đi qua cung kính dâng lên trước mặt trưởng công chúa. Một thị nữ sau lưng nam cung Hỏa Nguyệt đi ra, mở hộp gỗ ra, từ trong lấy ra một thanh bảo kiếm, hai tay dâng lên đưa tới trước mặt của nàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn thoáng qua, tiếp trong tay, cầm chui kiếm, tranh một tiếng, rút ra một đoạn. Lập tức hàng quang bắn ra, nhiệt độ không khí trong phòng giống như bỗng nhiên giảm xuống. Kiếm tốt. Giang cấm nam ở một bên vẻ mặt tươi cười khen. Kiếm này tiếng như thanh tuyền, lưỡi kiếm hàng quang mạnh mẽ, kiếm khí nội liễm. Hiển nhiên là thượng đẳng huyền thiết luyện chế mà thành, chỉ sợ luyện khí đại sư còn thêm một vài vật liệu khác cho dù là thiết giáp tốt nhất chỉ sợ cũng không chịu được một kiếm nam cung hỏa nguyệt thu kiếm trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì khác gật đầu nói đích thật là kiếm tốt trương đại nhân có lòng trương tùng tổ tiên làm quan trong triều đình bây giờ hắn vẫn như cũ có treo hư chức trưởng công chúa đến mặt thành mấy lần tự nhiên là biết hắn nghe được trưởng công chúa chính miệng khích lệ trương tùng lập tức thủ sủng nhược kinh vội vàng cúi đầu chắp tay xoay người cúi đầu thật sâu lại không dám nhiều lời lập tức thối lui qua một bên nhường những người khác lên thành quốc phủ lạc diên niên tiến lên cúi đầu chắp tay nói hạ quan lạc diên niên bái kiến trưởng công chúa nghe nói trưởng công chúa quan giá đến mạc thành hạ quan cho người chuẩn bị dâng lên trưởng công chúa một con liệt mã nuôi dưỡng ở chuồng ngựa ngày mai trưởng công chúa có thời gian hạ quan lập tức đưa tới để trưởng công chúa tự mình thuần phục hôm nay hạ quan còn chuẩn bị dâng lên trưởng công chúa một viên nguyệt lượng châu trưởng công chúa ban đêm nếu đọc sách có thể đặt trong trướng so với ngọn đèn còn sáng hơn rất nhiều vừa dứt lời thành quốc phủ đại phu nhân vương thị lập tức cúi đầu không người hai tay dâng một hộp gấm nhỏ cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh đi ra lập tức hai đầu gối khẽ cong cung cung kính kính quỳ trên mặt đất hai tay nâng hộp gấm dương lên đỉnh đầu ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn xuống đất thị nữ sau lưng trưởng công chúa lập tức xuống tới nhận lấy hộp gấm mở ra trước nhìn thoáng qua mới đi lên đưa tới trước mặt trưởng công chúa nam cung hỏa nguyệt nhìn thoáng qua cũng không đánh giá mà là nhìn xem phía dưới nói lạc đại nhân nghe nói trưởng tử nhà ngươi bây giờ đang ở ngự lâm quân trong kinh biểu hiện không tệ tu vi cũng tiến bộ thần tốc thật sao lạc diên niên vội vàng cung kính nói trưởng tử hạ quan trường thiên hiện tại đúng là tại chức ở ngự lâm quân còn biểu hiện và tu vi làm sao đánh giá trưởng công chúa tán dương nam cung hỏa nguyệt đột nhiên lại nói ta nhớ được sang năm học viện long hổ triệu tập dự thi mạc thành tự hồ cũng có mấy danh ngạch trưởng tử ngươi kia lúc trước chính là lấy thành tích hạng nhất mạc thành thi vào học viện long hổ sang năm ngươi còn có nhi tử muốn tham gia sao lạc diên niên cúi đầu nói hạ quan còn có một nhi tử sang năm đúng là muốn tham gia chiêu sinh khảo thí học viện long hổ Nam Cung Hỏa Nguyệt cực đầu nói. Nếu như mỗi công huân gia tộc đều giống như lạc đại nhân như vậy, cố gắng học tập đền đáp quốc gia, dựa vào thực lực của mình làm quan, sao ta lại đề nghị thánh thượng hủy bỏ tước vị đời thứ ba? Vừa nghe lời này, lạc duyên niên cúi đầu không người, không dám trả lời. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn nói. Ta nhớ được tước vị thành quốc phủ ngươi cũng đã là thế tập ba đời. Sắc mặt lạc duyên niên biến hóa, cúi đầu cung kính nói thêm hạ quan đúng là có ba đời nam cung hỏa nguyệt khẽ gật đầu không nói gì thêm sau lưng lạc diên niên chảy mồ hôi lạnh ròng ròng lại chờ đợi chốc lát vội vàng kéo vương thị còn đang quỳ bên cạnh không người lui xuống sau đó là vương gia tống gia các loại gia tộc đều dâng lễ vật lên tống gia gia chủ tống phủ tại đưa lên một bộ cường cung còn đưa lên một bức tranh cung kính nói Thi từ trên bức họa này đều là chất tử chinh minh trong tộc Thảo Dân sáng tác riêng cho trưởng công chúa. Nam Cung Hỏa Nguyệt mở ra tùy ý nhìn hai tác phẩm, gật đầu nói. Văn thải không tệ, thơ hay, hảo thơ. Tống Vũ cúi đầu lui ra lúc, bất động thanh sắc nhìn tần văn chính bên cạnh một chút. Đến phiên tần văn chính. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn nói. Tần Đại Nhân, tước vị nhà ngươi, ta nhớ cũng được ba đời rồi. Tần Văn Chính không người cúi đầu nói. Đúng vậy. Nam Cung Hỏa Nguyệt vẻ mặt thản nhiên nói. Nếu như ta không nhớ lầm, trưởng tử nhà ngươi còn ở học viện Long Hổ Kinh Đô cầu học. Tần Văn Chính nói. Quyển tử đúng là đang cầu học học viện, đã hơn 2 năm. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Giang cấm Nam bên cạnh vội vàng nhắc nhở. Văn Chính Huynh, ngươi hôm nay chuẩn bị tặng lễ gì cho trưởng công chúa? lúc này tống như nguyệt đỡ thiếu nữ yếu đuối váy áo trắng thuần từ bên cạnh chậm rãi đi ra thiếu nữ trong tay cầm một bộ bức tranh thật dày trên đài nam cung hỏa nguyệt nhìn về phía bức tranh trong tay thiếu nữ yếu đuối cần người đỡ kia lông mày đột nhiên nhăn một chút gia tộc khác cũng đều nhìn về phía hai mẹ con tần gia này tống phủ nhìn về phía bức họa trong tay thiếu nữ yếu đuối hai mắt có hiếp một chút phu nhân của hắn tôn xảo hương âm thầm cắn răng chỉ trong một đêm kia con cái của nàng song song chết thảm thành quốc phủ đại phu nhân vương thị ánh mắt lướt qua mấy người tần gia vừa nhìn về phía sau cũng không nhìn thấy đạo thân ảnh nàng muốn nhìn tới kia tần văn chính cúi đầu cung kính nói hạ quan dân lên trưởng công chúa là một miếng ngọc như ý còn có một bộ thi từ thư họa tần xuyên lập tức cầm hộp gấm trong tay nâng lên thị nữ sau lưng nam cung hỏa nguyệt đi xuống tiếp trong tay mở ra hộp gấm nhìn thoáng qua mới cung kính đưa tới trước mặt nàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Thị nữ khép lại hộp gấm, lấy đi, đặt ở bên cạnh. Lúc này, hai mẹ con Tần Gia đã đi tới bên cạnh Tần Văn Chính, Tần Vi mặt cúi đầu xuống, hai tay dân tranh vẽ trong tay lên. Tống Như Nguyệt ở bên cạnh giật giật y phục của nàng, ra hiệu nàng phải quỳ xuống. Mẹ con hai người đang muốn quỳ xuống, Nam Cung Hỏa Nguyệt thản nhiên mở miệng nói, Tần gia tiểu thư thân thể yếu đuối Cũng không cần quỳ xuống Tống như Nguyệt dừng một chút Đành phải tự mình quỳ xuống Tần vi mặt nâng tranh vẽ trong tay Tự mình đứng đấy Thân thể run nhẹ nhẹ Tự hồ có chút đứng không vững Dậy đi Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nói một câu Tống như Nguyệt vội vàng nói Đa tạ trưởng công chúa Nói xong Vội vàng đứng lên Đỡ lấy thiếu nữ bên cạnh đã chống đỡ không nổi thị nữ bên cạnh nam cung hỏa nguyệt đang muốn xuống lấy bức tranh trong tay thiếu nữ giang tấm nam bên cạnh đột nhiên cười nói trưởng công chúa thiên kim tần gia ở mặt thành chúng ta xưa nay có danh xưng tài nữ mặc dù thân thể yếu đuối lại biết viết biết vẽ đa tài đa nghệ hôm nay dân thi từ lên trưởng công chúa chắc hẳn cũng cực tốt nếu không để cho thiên kim tần gia tự mình đọc mấy bài để mọi người bình luận phân tích cũng có thể để trưởng công chúa giúp đỡ chỉ đạo một chút thị nữ dừng bước lại nam cung hỏa nguyệt dừng một chút nhìn về phía thiếu nữ yếu đuối dưới đài nói vậy đọc hai bài đi về phần chỉ đạo thì không cần giang tấm nam vội vàng nói văn chính huynh để lệnh thiên kim đọc đi tần vi mặt nghe vậy ngẩng đầu lên chậm rãi mở thư họa trong tay toàn bộ đại sảnh yên tĩnh im ắng dừng một chút âm thanh thiếu nữ nhu nhược chậm rãi vang lên hoàng kim sai đao bạch ngọc giả, đêm xuyên cửa sổ phi ra quang mang. Nam Nhi phí thời gian công chưa lập, sách đao độc lập chú ý bác hoang. Kinh hoa kết giao tận kỳ sĩ, khí phách tướng kỳ trung sinh tử. Ngàn năm sử sách hổ thẹn vô danh, một lòng trung trang báo thiên tử. Ngươi từ quân trời hán tân, nam sơn hiệu tuyết ngọc đá lẫn chẩm. Sở mặc dù ba hộ nhưng vong tần, há có đường đường đại viêm trống không người. Thiếu nữ đọc xong, Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía thiếu nữ váy đỏ trên đài, sau khi nhìn thoáng qua, lại lập tức cúi đầu xuống, an tĩnh chờ đợi. Ai cũng không dám mở miệng đánh giá trước. Nam cung Hỏa Nguyệt đang nghe hai câu trước, lông mày có chút nhăn một chút, đợi nghe xong cả bài thơ, trầm ngâm một chút, nhìn thiếu nữ yếu đuối dưới đài nói. Bài thơ này là chính ngươi làm. Tần Vi mặt cúi đầu nói. Là dân nữ tự mình làm. Lúc này Đứng ở cách đó không xa tống gia phu nhân tôn xảo vân Đột nhiên bước ra nói Trưởng công chúa Nàng nói dối Vừa nghe lời này Ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều ngạc nhiên nhìn về phía nàng Tống phủ lập tức thấp giọng quát lớn Trở về Trước mặt trưởng công chúa Nào có phần cho phụ nhân như ngươi nói chuyện Tôn xảo vân vẫn không người cúi đầu như cũ Cắn răng nói Trưởng công chúa Nàng nói dối Lúc này Người trong phòng, cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Bài thơ này, hai ngày trước ta giống như nghe qua. Đúng rồi, ta cũng nghe qua, tựa như một tài tử tống gia làm ra, nhi tử ta sau khi trở về còn niệm nhiều lần đây. Trong đại sảnh, mọi người sắc mặt đều biến. Mà thiếu nữ yếu đuối kia, vẫn như củ tay nâng bức tranh, cúi đầu, không nói một lời. Trên đài, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Đọc tiếp bài khác. Thiếu nữ đáp ứng một tiếng, âm thanh nhu nhược lần nữa vang lên trong đại sảnh. Tướng quân tích viên môn, chính trực làm gió lập. Chư tướng muốn nói chuyện, băng khoăn không dám vào. Kiếm khí bắn trời cao, tiếng trống chấn nguyên thấp. Bụi màu vàng nhét đường lên, cưỡi ngựa truy binh gấp. Dương cung từ đây đi, phi tiễn như mưa tập. Đoạn vây một trăm dặm, chém đầu năm ngàn cấp. Thay mặt ngựa đổ máu chết, người hồ ôm yên khóc. Xưa nay nuôi binh giáp, có việc thường lấy tập. Thừa ta miếu đường vận, ngồi làm can qua tập. Hiến khải về kinh sư, quân dung gì hấp tập. Vừa đọc xong bài thơ này, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Nam cung hỏa nguyệt cao mày, nhìn thiếu nữ yếu đuối dưới đài, hỏi. Bài thơ này, cũng chính ngươi sáng tác. Sắc mặt tống như nguyệt khó coi, cuốn quyết kéo y phục nữ nhi mình. Tần vi mặt lại cúi đầu, âm thanh yếu đuối lại bình tĩnh nói. Vâng lúc này công xảo hương đột nhiên hai đầu gối khẽ cong, quỳ trên mặt đất lớn giọng nói: trưởng công chúa nàng nói dối, hai bài thơ này đều là chất nhi dân phụ tống chinh minh sở tác. đại sảnh lần nữa khe khẽ bàn luận. bài thơ này hai ngày trước ta cũng nghe qua, biết thật là tống gia tài tử kia làm. chật chật, không ngờ tần gia tiểu thư này nhìn nhu nhu nhược nhược, làm cho người yêu mến lại mất mặt như vậy, ăn cắp thi từ người khác lại còn dám ở trước mặt trưởng công chúa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói là tự mình làm. Trong đại sảnh dị thường yên tĩnh. Trong phòng tiếng nghị luận không ngừng truyền đến. Tống như nguyệt đỏ mặt. Sắc mặt tần văn chính cũng trở nên khó coi. Nam cung hỏa nguyệt nhìn một nhà bốn miệng này, yên lặng một chút, ánh mắt nhìn thiếu nữ nhu nhược kia nói. Đọc tiếp. Tần vi mặt cúi đầu nhìn về phía bức tranh trong tay, tiếp tục ôm nhu thì thầm trống trận vang vọng cả chiều thu, tinh kỳ đầu thành xuôi theo mặt trời lặng. Thiếu niên có tuổi vừa thích hợp. Tòng quân vui, chớ có hỏi vì ai. Đợi cưỡi ngựa vào nam ra bắc, âm thanh báo trước động trời Tây. Ngày về còn có thể gặp mặt nhau. Trăng đầu xuân, chim quyên không cần phải gáy. Lời nói vừa dứt, tôn xảo hương quỳ trên mặt đất lần nữa lớn giọng nói. Trưởng công chúa. Bài thơ này vẫn là chất nhi dân phụ Tống Chinh Minh làm ra trong phòng tiếng nghị luận càng nhiều hơn tống như nguyệt rốt cục nhìn không được tức giận nói tôn xảo hương ngươi nói là chất nhi ngươi làm ra có chứng cứ gì tôn xảo hương quỳ trên mặt đất cúi đầu không có trả lời trên đài nam cung hỏa nguyệt quay đầu nhìn thị nữ bên cạnh một chút nói lấy bức tranh vừa rồi tống gia tặng tới thị nữ rất nhanh tìm bức tranh trong những lễ vật kia ra mở ra đặt ở trước mặt nàng Nam cung Hỏa Nguyệt nhìn thi từ phía trên một chút, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ yếu đuối kia, nói: Đọc tiếp. Tần Vi mặt vẻ mặt bình tĩnh, cúi đầu, tiếp tục thì thầm: Nhất định núi xanh chẳng có tùng. Trễ kia vốn phá thạch nham trong. Ngàn lay vạn chuyển xương còn cứng. Bất kể gió tây nam bắc đông. Đọc tiếp. Nam cung Hỏa Nguyệt thản nhiên nói: Tần Vi mặt tiếp tục ôn nhu thì thầm: mưu thần trong màn trướng công đường vừa xuôi theo mảnh tướng can qua thiên thời địa lợi cùng nhân hòa phối hợp tinh diệu đều phát huy chiến trường dù xa cơ thất thế vẫn một lòng kinh định ý chí ta cùng người một khúc tuyệt nộ phong ca quần thần ai ai đều đến chúc đọc tiếp tần vi mặt thở hổn hển đem một bài thơ cuối cùng đọc mây đen trên thành như muốn đè nát thành áo giáp vàng lóng lánh ánh vẫy cá trong nắng tiếng tù và thổi vang trời trong sắc thu ban đêm quan ải màu tí như vấn kẻ lông mày cờ đỏ cuốn một nửa khi quân tới sông dịch sương mù dày trời lạnh trống thúc quân không nổi để báo đáp ơn vua qua ý nghĩa của đài hoàng kim nguyện đem kiếm ngọc long vì vua mà chiến đấu tới chết nam cung hỏa nguyệt nhìn nàng không nói gì thêm trong đại sảnh câm như hến buồn trong trong tiếng nghị luận càng gia tăng ăn cắp không ngờ toàn bộ lại là ăn cắp mấy bài thơ này ta đều nhìn qua rõ ràng đều là vị đại tài tử tống gia kia làm ra quá ghê tởm cũng dám ở trước mặt lừa gạt trưởng công chúa tần gia đây là đại nghịch bất đạo trưởng công chúa vừa đánh thắng trận trở về bọn họ không ngờ lại dùng đạo văn trêu đùa trước mặt trưởng công chúa nghe được những lời bàn tán này tống như nguyệt sắc mặt bắt đầu trắng bệch trên đài Nam Cung Hỏa Nguyệt đem bức tranh tống gia trong tay đưa lên đưa tới trước mặt Giang Cấm Nam, nói Giang thành chủ, ngươi xem trước một chút đi. Giang Cấm Nam tiếp nhận bức tranh, ngưng mắt nhìn lại. Đợi hắn xem hết tất cả thi từ phía trên, lập tức vẽ mặt tràn đầy kinh ngạc nói Trưởng công chúa, cái này, mấy bài thơ này. Hắn không hề tiếp tục nói, lập tức sắc mặt âm trầm đem bức tranh tống gia cầm xuống dưới, đưa cho Tần Văn Chính nói Văn Chính Huynh, chính ngươi xem thật kỹ một chút. Tần Văn Chính tiếp nhận bức tranh, nhìn về thi từ phía trên. Bên cạnh Tống Như Nguyệt lập tức bước tới cùng nhìn. Hai người nhìn một bài, chính là sắc mặt trắng nhợt, đợi xem hết tất cả thi từ phía trên, thân thể Tống Như Nguyệt mềm nhũng, bị dọa ngồi phịch trên mặt đất. Tần Vi mặt không có người nâng, đang muốn té ngã, bị Tần Xuyên bên cạnh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Tần Văn Chính sắc mặt khó coi, cứng nửa ngày, tay run run, đem bức tranh trong tay đưa tới gian cấm nam trước mặt vẻ mặt âm trầm văn chính huynh lá gan của lệnh thiên kim thật là lớn gian cấm nam lạnh giọng nói xong triển khai bức tranh trầm giọng đọc mấy bài thơ từ phía trên toàn bộ đều một chữ không sót đọc một lần lập tức xoay người đem bức tranh đưa cho những người khác trong đại sảnh nhìn vẻ mặt tràn đầy rét lạnh nói tần gia thiên kim vừa rồi đọc mấy bài thơ kia cơ hội giống nhau như đúc cùng mấy bài tống gia đưa cho trưởng công chúa chỉ có mấy chữ khác biệt mọi người tự mình xem một chút đi vương gia trương gia cùng lạc gia và người gia tộc khác nghe vậy đều vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc vội vàng lần lượt tiếp trong tay quan sát sau khi xem xong đều là vẻ mặt khó tin văn chính huynh lệnh thiên kim sao có thể e cho dù muốn đạo văn cũng không thể lấy ra tặng cho trưởng công chúa tần gia các ngươi đây không phải tương đương mọi người đều nghị luận ầm ĩ Tôn xảo hương quỳ trên mặt đất lần nữa lớn tiếng mở miệng. Trưởng công chúa, thành chủ. Tần gia thiên kim đạo thi từ chất nhi của dân phụ, cố ý lừa gạt treo đùa trưởng công chúa, đại nghịch bất đạo, lý phải là nên chém. Tần gia cảm kích không nói, dụng ý khó dò, theo lý phải là cùng nhau bị phạt, xét nhà lưu vong, trăng đe. Nam cung hỏa nguyệt nhíu mày nhìn, cũng không có lập tức trả lời. Tần vi mặt đột nhiên quay đầu, nhìn phụ nhân quỳ trên mặt đất nói tôn a di những thi từ này thật là tống gia ngài sở tác sao tôn xảo hương ngẩng đầu nhìn nàng cười lạnh nói là thật là giả trưởng công chúa tự sẽ phân biệt chất nhi của ta chinh minh mấy ngày trước đem những thi từ làm được này chế thành văn tập người đọc sách tống gia ta đều tận mắt nhìn thấy khen không dứt miệng cho nên nhất trí cho rằng nên lấy ra dân lên trưởng công chúa ngươi gan to bằng trời dám ở trước mặt treo đồ trưởng công chúa thật coi ngươi tần gia ở mặt thành một tay trời ngay cả trưởng công chúa cũng không để vào mắt sao lúc này buồn trong đột nhiên một phụ nhân nổi danh đi tới quỳ trên mặt đất nói trưởng công chúa dân phụ có thể làm chứng mấy bài thơ này mấy ngày trước đây dân phụ ở tống gia nhìn qua đích thật là tống gia tài tử sáng tác lời nói vừa dứt mấy thiếu nữ và phụ nhân buồn trong lần nữa đi ra đều quỳ xuống đất chứng minh mấy ngày trước đây liền đã nghe qua mấy bài thơ từ này lúc này bên ngoài còn có mấy thư sinh đang lớn tiếng hô. Trưởng công chúa, mấy bài thơ từ này đích thật là tống gia tống chinh minh sở tác, chúng ta đều có thể làm chứng. Tần văn chính cúi đầu, sắc mặt âm trầm. Sắc mặt tần xuyên cũng khó coi vô cùng. Tống như nguyệt tê liệt trên mặt đất, bụng mặt, xấu hổ mà sợ hãi, trong lòng tràn đầy hối hận, đạo văn, đạo văn, thì ra đều là đạo văn, tiểu vương bác đảng kia, đang muốn để toàn bộ tần phủ chúng ta đều lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, toàn bộ đại sảnh nhìn về phía tầng gia bốn người, ánh mắt tràn đầy xem thường, như cười trên nỗi đau của người khác. Tống phủ cúi đầu, khóe miệng có chút giật giật. Giang tấm nam sắc mặt tái xanh nói. Văn chính huynh, xin lỗi. Lập tức lạnh giọng quát. Người đâu? Bắt nữ tử dám can đảm lừa gạt treo đùa trưởng công chúa lại, giải vào đại lao cho ta. Ngoài cửa đột nhiên đi ra hai thiết giáp hộ vệ. Tống như nguyệt trung rẩy toàn thân, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng đúng lúc này một thị nữ sau lưng nam cung hỏa nguyệt đột nhiên mở miệng nói điện hạ những thi từ này có chút không đúng vừa nghe lời này ánh mắt của mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía nàng hai hộ vệ thiết giáp kia đi tới sau lưng thiếu nữ yếu đuối kia ánh mắt cũng nhìn về phía trên cũng không có lập tức động thủ nam cung hỏa nguyệt quay đầu nhìn về phía thị nữ kia cao mày nói nguyệt vũ không đúng chỗ nào thị nữ tên Nguyệt Vũ, nhìn xuống mặt thiếu nữ yếu đuối một chút, nói khẽ. Điện hạ, tần gia tiểu thư đọc mấy bài thơ từ kia, nghe không có vấn đề gì. Nhưng tống gia đưa tới những thi từ kia. Nếu như đơn độc đến xem, thật ra cũng không có vấn đề gì, nhưng vừa so sánh cùng tần gia tiểu thư đọc mấy bài thơ từ kia. Vấn đề liền lớn. Vừa nghe lời này, mọi người trong đại sảnh đều vẽ mặt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Mấy bài thơ từ kia không phải giống nhau như đúc sao? Tần Gia Thiên Kim chính là sửa đổi mấy chữ trong đó mà thôi, không có vấn đề, tự nhiên thành vấn đề lớn đâu." Nam cung Hỏa Nguyệt ánh mắt khẽ động, hỏi: "Vấn đề gì?" Thị nữ Nguyệt Vũ kia, cúi đầu xuống, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Bẩm điện hạ, Tống gia công tử sở tác mấy bài thơ từ, có thể là thơ phản." Vừa dứt lời, toàn trường sợ hãi. Tống gia gia chủ tống phủ mặt đang thâm trầm, càng chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại. Công xảo hương quỳ trên mặt đất kia sửng sốt chớp mắt, cuốn quyết trung giọng nói. Trưởng công chúa Minh Giám. Đứa cháu kia của ta sở tác thi từ, tất cả đều là chuyên vì trưởng công chúa mà làm, làm sao có thể là thơ phản. Sắc mặt gian cấm nam bên cạnh lập tức trở nên ngưng trọng. Người gia tộc khác, đều trong lòng thất kinh. Thơ phản những phụ nhân buồn trong đang nghị luận tần gia lần này xong đời cũng toàn bộ đều an tĩnh lại cả tòa phủ thành chủ hình như đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh bịch ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn thị nữ tên nguyệt vũ kia ánh mắt nam cung hỏa nguyệt giật giật mở miệng nói vì sao là thơ phản nói tiếp nguyệt vũ cúi đầu cung kính nói điện hạ mời nghe trước một chút bài thơ tần gia tiểu thư kia nói nhẹ giọng thì thầm nhét trên gió thu trống trận, đầu tường mặt trời lặng tinh kỳ. Thiếu niên an mã vừa thích hợp. Tòng quân vui, chớ có hỏi sở tòng ai. Hầu cưỡi mới thông kế bắt, âm thanh báo trước đã động liêu tây. Ngày về còn cùng liễu y y, xuân khuê nguyệt, hồng tụ không cần phải gáy. Đọc xong lại nói. Điện hạ, mời lại nghe nghe xong tống gia công tử kia bài thơ. Nói, lại thì thầm. Nhét trên gió thu trống trận, thành xuôi theo mặt trời lặng tinh kỳ. Thiếu niên an mã vừa thích hợp. Tòng quân vui, chớ có hỏi sở tòng ai. Đợi cưỡi mới thông kế bắt, âm thanh báo trước đem động vương Tây. Ngày về còn cùng liễu y y, xuân khuê nguyệt, hồng tụ không cần phải gáy. Điện hạ, hai bài thơ của tần gia tiểu thư và tống gia công tử này, trong đó chỉ có mấy chữ không giống nhau. Mọi người hẳn là đều đã hiểu. Tôn xảo hương quỳ trên đất kia lập tức lớn giọng nói trưởng công chúa Minh Giám. Tần gia thiên kim đạo văn thi từ cháu ta, cố ý sửa lại mấy chữ. Nguyệt Vũ nhìn về phía nàng nói. Tống gia phu nhân, trước hết nghe ta nói xong. Lập tức lại nói. Hai bài thơ này, trong đó đầu tường cùng thành xuôi theo, đã động liêu Tây cùng đem động vương Tây, mấy từ khác biệt này. Nếu như đơn độc lấy ra, tần gia tiểu thư khác biệt chữ là đầu, dĩ, liêu, mà tống gia công tử khác biệt chữ là duyên, tướng, vương nói xong nàng không nói thêm gì nữa cúi đầu giang cấm nam vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc đầu dĩ liêu duyên tướng vương lại thì thào đọc mấy lần hắn lập tức chấn động trong lòng sắc mặt kịch biến thuận theo thuận theo viêm tương vong những người khác vẫn như cũ có chút mê hoặc có ít người hình như cũng nghe ra nhưng đều sắc mặt kịch biến không dám mở miệng nam cung hỏa nguyệt nói viêm tương vong nói xong ánh mắt nhìn về phía tống gia phu nhân quỳ gối phía dưới ba chữ này vừa ra tôn xảo vân sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch tống gia gia tộc tống phủ cúng quyết đứng ra cúi đầu chắp tay trung giọng nói trưởng công chúa minh giám tống gia ta đối với đại viêm tuyệt đối trung thành đối trưởng công chúa trung thành tuyệt đối tuyệt sẽ không cố ý làm ra thơ phản như vậy trùng hợp nhất định là trùng hợp nguyệt vũ ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói như vậy tống gia gia chủ xin nghe bài thứ hai tần gia tiểu thư chính là công đường mưu thần màn trướng vừa đầu mảnh tướng can qua thiên thời địa lợi cùng nhân hòa yến nhân phạt cùng nói nhưng này ngày ban công đỉnh nải hắn lúc kiếm giày sơn hà đều người đủ cùng ở nộ phong ca quản lĩnh quần thần đến chút mà các ngươi tống gia công tử thì là công đường mưu thần màn trướng vừa xuôi theo mảnh tướng can qua Thiên thời địa lợi cùng nhân hòa Yến nhân phạt cùng nói nhưng Này ngày ban công đỉnh nải Hắn lúc tất giày vương xuyên Đều người đủ cùng ở nộ phong ca Quản lĩnh quần thần đến chút Trong đó Khác biệt giữa tống gia công tử các ngươi Và tần gia tiểu thư là xuôi theo tất vương Nếu như bài thứ nhất là trùng hợp Vậy bài thứ hai này thì sao Vừa nghe lời này Dưới sảnh mọi người đều sắc mặt kịch biến Thuận theo vương Viêm tất vong thứ nhất thủ là viêm tương vong, cái này thứ hai thủ lại là viêm tất vong. Phịch Hai chân người tống phủ mềm nhũng, quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy nằm rạp trên đất, trung giọng nói. Trưởng công chúa Minh Giám Trùng hợp Nhất định là trùng hợp. Công xảo hương cũng kinh hãi nằm rạp trên đất, toàn thân run lên cầm cập, răng run lên, một câu cũng nói không ra. Nếu như hai bài bài cũng trùng hợp. Nguyệt Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nói. Như vậy, còn có bài thứ ba. Nói xong, thì thầm. Mây đen trên thành như muốn đè nát thành, áo giáp vàng lóng lánh ánh vẫy cá trong nắng. Tiếng tù và thổi vang trời trong sắc thu. Ban đêm quang ải màu tía như vấn kẻ lông mày. Cờ đỏ cuốn một nửa khi quân tới sông dịch, sương mù dày, trời lạnh, trống thúc quân không nổi. Để báo đáp ơn vua qua ý nghĩa của đài hoàng kim, nguyện đem kiếm Ngọc Long vì vua mà chiến đấu tới chết. Trong đó, các ngươi tống gia công tử bài thơ này trong, có bốn chữ cùng tầng gia tiểu thư khác biệt, theo thứ tự là viêm, tướng quân, vương. Bỏ đi chữ quân trong đó, mời ngươi tự mình đọc ba chữ còn lại. Lúc này, đã không có người dám đọc. Ngay cả thành chủ mạc thành gian cấm nam lúc này cũng bị hù sắc mặt trắng bệch hai chân bắt đầu như nhũng ra. Trưởng công chúa Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên mở miệng thì thầm, viêm tướng vương viêm tương vong lần này ngược lại là trực tiếp theo biến thành viêm phù phù trong đám người những người khác nhà họ tống đều hai chân mềm nhũng quỳ trên đất run rẩy không thôi nguyệt vũ tiếp tục nói nếu như bài đầu là trùng hợp bài hai cũng trùng hợp vậy bài thứ ba này hẳn là sẽ không trùng hợp nữa các đại nhân đang ngồi đây hiểu thi từ nếu như đọc mấy lần những thi từ tần gia tiểu thư và tống gia công tử sẽ phát hiện, thi từ tần gia tiểu thư rất êm dịu, bằng trắc chập trùng đều dùng rất tốt, từ ngữ cũng dùng không có tỳ vết quá lớn. Nhưng thi từ tống gia công tử, những từ ngữ khác cũng không có vấn đề, vừa rồi chính là mấy chữ kia, ảnh hưởng tới mỹ cảm cả bài thơ. Cho nên, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Vừa nghe lời này, Tống Phủ và Tôn Xảo Hương nằm sấp trên mặt đất, mặt đều xám như tro, sụi lơ như bùn nhão, toàn thân run rẩy không ngừng, một câu cũng nói không nên lời. Tống Phủ quỳ trên đất, trực tiếp ướt một bãi. viêm tương vong, viêm tất vong. Nam Cung hỏa nguyệt lại lầm bầm niệm vài câu, trong tay cầm cái nắm tay ghế đột nhiên, kép một tiếng biến thành một phấn. lập tức tóc dài sau lưng bay múa, trên thân váy đỏ phần phật, hai đầu lông mày ẩn ẩn xuất hiện một ấn ký hỏa diễm đỏ tươi như máu. nhiệt độ cả tòa đại sảnh đột nhiên lên cao thành chủ mặt thành gian tấm nam đứng bên cạnh, hai chân mềm nhũng, quỳ trên đất. Tất cả mọi người dưới sảnh, đều tâm kinh đảm hàng, đồng loạt quỳ xuống, trung lẫy bẫy. Trong phòng quý tộc phụ nhân thiên kim, ngoài cửa thủ vệ và tân khách khác, đều hai chân mềm nhũng, nằm rạp trên mặt đất, trong lòng kinh hải. Công xảo hương nằm rạp trên mặt đất kia, trực tiếp thân thể mềm nhũng, bị hù ngất đi. Nam cung hỏa nguyệt áo bào phòng lên, sau lưng tóc dài múa, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt lạnh như băng nói. Đại viêm đế quốc ta, sao lại bởi vì ngươi làm ra vài câu thơ phản, mà tương vong, tất vong. Oanh! Một tiếng bạo hưởng. Cái ghế nàng vừa ngồi phía sau, nháy mắt hóa thành mảnh vụn, bay lả tả trong sảnh đường. Giang cấm nam quỳ trên mặt đất trung rẩy, lập tức kịp phản ứng, cuốn quyết ngẩng đầu phẫn nộ quát. Người đâu? Bắt tất cả phản tặc tống phủ và tống gia lại giải vào nhà lao ngô chiến ngươi lập tức dẫn đầu nhân mã bắt toàn bộ tất cả mọi người tống gia mạc thành mặc kệ nam nữ lão bà đều bắt hết cho ta tất cả phủ đệ phòng ốc ruộng đồng tài sản tống gia toàn bộ niêm phong ngày mai lập tức để quan phủ dẫn người đi trong phủ điều tra không cho phép buông tha bất kỳ ngóc ngách nào mang tất cả văn thư thư họa các loại vật phẩm toàn bộ tịch thu về đến lúc đó ta báo cáo thánh thượng áp giải những phản tặc này về kinh đô thẩm vấn. Rõ. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng lạnh lẽo. Lập tức, một đội giáp sĩ vọt vào, trực tiếp đè người tống phủ đang run sợ trong sảnh, và người nhà họ tống trong thính đường khác, cả buồn trong cũng vang lên tiếng các phụ nhân, tiểu thư hoảng sợ mà tuyệt vọng, thét chói tai than khóc kêu oan. Đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặt nho bào đột nhiên lão đảo từ ngoài cửa vọt vào, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc hét lớn. Trưởng công chúa Trưởng công chúa Thảo dân là oan uổng Thảo dân là oan uổng Những thi từ kia không phải thảo dân sở tác Là thúc thúc thẩm thẩm thảo dân cưỡng ép thảo dân buộc thảo dân Bắt thảo dân sao chép Bắt thảo dân cố ý ở trước mặt những người khác đọc ra Oan uổng Thảo dân oan uổng Người này chính là tống gia tử đệ tống chinh minh Hắn vừa rồi còn ở ngoài dương dương đắc ý Chuẩn bị đi vào bái kiến trưởng công chúa, hảo hảo nhục nhã tiểu thư tần gia một phen ai ngờ sau một khắc liền thành viết thơ phản hơn nữa còn dân cho trưởng công chúa lập tức bị dọa ngủ lôi oanh đỉnh hồn bay lên trời làm gì còn dám do dự cúng quyết xông tới khai thật dập đầu cầu xin tha thứ hy vọng có thể bảo toàn mạng nhỏ lúc này tôn xảo hương bị giáp sĩ nhấc lên cũng đột nhiên tỉnh lại nghe nói muốn khám nhà diệt tộc nàng lập tức kinh hãi tuyệt vọng lại nghe chất tử đem trách nhiệm đẩy lên trên người mình cuốn quyết khóc hét lớn. Trưởng công chúa, thành chủ, quan ổn, dân phụ oan ổn. Những thi từ này không phải dân phụ, là, là, thành quốc phủ đại phu nhân cho dân phụ. Nàng bắt dân phụ tìm người đưa cho trưởng công chúa, nàng muốn diệt trừ con thứ nhà nàng kia, muốn diệt hết tầng gia, là nàng, là nàng. Đều là bọn hắn thành quốc phủ viết thơ phản. Vừa nghe lời này, đám người trong sảnh lần nữa lấy làm kinh hãi. Thành quốc phủ lạc duyên niên thân thể rung lên, lập tức sắc mặt kịch biến. Đại phu nhân vương thị quỳ trên mặt đất càng là sắc mặt trắng bệt, cúng quyết đỏ hồng mắt trừng mắt nàng nói. Tôn xảo hương. Ngươi nói hưu nói vượng. Ngươi vu khống. Ngươi chó dại cắn người linh tinh. Lập tức cộp cộp cột, cúng quyết dập đầu, trung giọng nói. Trưởng công chúa Minh Giám dân phụ căn bản không cho nàng những thi từ kia, càng không có viết qua những thơ phản kia. Dân phụ nếu có nói sai, thiên lôi đánh xuống. Chết không yên lành. Nói xong, lần nữa cộp 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 dập đầu, rất nhanh trên trán tràn đầy máu tươi. Vương vân. Rõ ràng chính là ngươi cho ta. Những thơ phản này đều là ngươi viết. Đều là ngươi viết. Ngươi nghĩ một hòn đá ném hai con chim, hại tần gia, hại tống gia chúng ta. Ngươi quá tàn độc. Trưởng công chúa Minh Giám. Trưởng công chúa Minh Giám. Dân phụ căn bản cũng không có gặp qua tống gia phu nhân. Dân phụ cũng căn bản không biết làm thơ, vu khống. Nàng là vu khống. Trong đại sảnh, lập tức kêu oan loạn một mảnh. Hai quý phụ nhân lập tức đỏ mắt cãi nhau. Ba. Lạc Diên Niên đột nhiên một tay tác lên mặt Vương Thị, trực tiếp khiến nàng miệng đầy máu tươi, một cái răng bay ra ngoài, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn phẫn nộ quát. Bác phụ, trước mặt trưởng công chúa, sao có thể làm càng? Ai đúng ai sai, trưởng công chúa tự có định đoạt, không cần ngươi ở đây ồn ào. Vương thị bụng gò má cứng người một chút, cúng quyết dập đầu, toàn thân run rẩy, không dám nói thêm một lời. Giang cấm nam nhìn phía trên một chút, lập tức trầm giọng nói. Cũng dẫn phu nhân lạc gia vào nhà lao đi, ngày mai ta tự mình thẩm vấn. Lập tức lại nói. Diên Niên Huynh, hiện tại bổn thành chủ muốn phái người đi thành quốc phủ của ngươi điều tra tất cả văn thư tranh chữ, ngươi có ý kiến gì không? Lạc Diên Niên lập tức cúi đầu chắp tay nói. Thành chủ cứ đi điều tra, lạc mổ đối với đại viêm đối với thánh thượng, đối với trưởng công chúa một lòng trung thành, nhật nguyệt chứng giám. Trong nhà nếu có thơ phản thành chứng cứ phạm tội, lạc mổ lập tức vương cổ chịu chết, tuyệt không dám khiến người khác động thủ. Tốt! Trương Võ Ngươi dẫn người đi thành quốc phủ điều tra. Rõ. Ngoài cửa truyền đến một tiếng tuân lệnh. Lập tức, tiếng bước chân đi xa. Trong phòng giáp sĩ lập tức đem đám người tống gia và thành quốc phủ vương thị mang ra ngoài. Lạc Diên Niên vẫn như củ quỳ trên đất, cái trán chạm đất, trên mặt nhìn không rõ biểu hiện. Giang Cấm Nam nhìn hắn một cái, quay người chắp tay nói. Trưởng công chúa, ngài xem thuộc hạ xử trí như vậy, có thỏa đáng hay không? váy đỏ và tóc dài sau lưng nam cung hỏa nguyệt đều yêu tĩnh lại trên trán ấn ký hỏa diễm cũng biến mất không thấy gì nữa trên mặt nàng khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía đám người quỳ bên dưới sau một lúc lâu mới thản nhiên nói đều đứng lên đi đám người lúc này mới lần lượt đứng dậy vẫn như cũ không người cúi đầu trong lòng sợ hãi lo sợ hai chân như nhũng ra người đâu chuyển một bộ ghế mới cho trưởng công chúa Giang cấm nam lập tức quát. Rất nhanh, một bộ ghế dựa mềm mới tinh đem đến trên đài. Ánh mắt nam cung hỏa nguyệt nhìn qua thiếu nữ nhu nhược dưới đài kia, dừng một chút, nói. Tần gia tiểu thư, đem thi từ trong tay ngươi kia, dâng lên ta xem một chút. Giang cấm nam lập tức tự mình đi cầm, hai tay dân trình lên. Tần vi mặt thở hổn hển nói. Điện hạ, phía trên kia. Ngoại trừ thi từ và tranh vẽ ra, còn có còn có một chuyện xưa chưa viết xong. Chuyện xưa Nam Cung Hỏa Nguyệt tiếp nhận bức tranh, chậm rãi mở ra, hỏi Chuyện xưa gì? Tần Vi mặt nói khẽ Tam, chuyện xưa nói về ba nước hưng suy, tên là Tam Quốc Diễn Nghĩa Bức tranh chậm chậm mở ra Ánh mắt Nam Cung Hỏa Nguyệt tùy ý nhìn về chuyện xưa phía sau thi từ Một nữ tử ốm yếu mà thôi, cho dù có thể làm ra một vài bài thi từ hay còn có thể viết ra chuyện xưa đặc sắc gì. Không có kiến thức còn không có kinh nghiệm, chỉ dựa trên sách sao có thể nhìn ra tri thức gì. Cho nên, nàng cũng không có ôm hy vọng gì. Chỉ là chuẩn bị tùy ý xem qua mà thôi. Nhưng bài thơ thứ nhất mở đầu chuyện xưa này lập tức khiến mắt nàng sáng lên. Cũng cũng trường gian đông thệ thủy, lãng hoa đào tận anh hùng. Thị phi thành bại chuyển đầu không? Thanh sơn y cựu tại, kỹ độ tịch dương hồng bạch phát ngư tiều giang chữ thượng quán khang thu nguyệt xuân phong nhất hồ trọc tử hỷ tương phùng cổ kim đa thiểu sự đô phó tiếu đàm trung lâm giang tiên của dương thận nước sông trường giang cuồn cuộn chảy về đông bọc sóng tung lấp vùi hết anh hùng đúng sai thành bại cũng đều biến thành không chỉ có núi xanh vẫn mãi như xưa dù trải bao lần ráng chiều soi đỏ những người chài cá và tiều phu đầu bạc trên bến sông đã quen nhìn trăng thu gió xuân một vò rượu đục vui mừng gặp nhau xưa nay bao nhiêu chuyện đã qua đều mang vào trong những cuộc chuyện tiếng cười nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha